Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện hành ngôn tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tầm tài mafia cặp chúng cô nàng ca tính. Thưa các bạn, hắn cùng với cô tưởng như hai người không hề có mối dây liên hệ nào cả, lại được duyên trời sắp đặt mà gặp được nhau. Là một tổng tài của tập đoàn nổi tiếng, lại là trùm mafia, hắn luôn luôn là một kẻ tự cao tự đại, muốn gì được nó. Thế nhưng hắn thật sự đã gặp khắc tinh của cuộc đời mình khi cô gái này lại có những ý nghĩ và hành động vượt xa là khỏi tầm kiểm soát của hắn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hai người đã cùng nhau vướng vào một rắc rối mà dịch chuyển không gian đến những nơi lãng mạn trên thế giới này thành phố tình yêu paris thành phố nước ý vĩnh hằng thành phố canh rạch thành phố lãng mạn tất cả đã tạo nên một khoảnh khắc ngọt ngào đến rung động và rồi trên cuộc hành trình đó một tổng tài mafia cao lãnh như hắn lại bởi vì một cô gái trẻ cá tính mà rung động từng giây từng phút cô cũng vì hắn mà thay đổi vì hắn trở thành một kẻ đi săn đuổi trái tim hắn làm cho hắn nhớ được cô là ai nhưng liệu rằng khi cuộc hành trình này kết thúc thì những tình cảm mong manh đầu đời đó có được tiếp diễn hay không và có kết quả như thế nào ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng hiền lưu di cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện nhé Tổng giám đốc à, chủ tịch cho gọi người đó. Cô thư ký cung kính đem một tách cà phê thơm lừng đặt ở trên bàn. Ánh mắt của cô ta dán chặt trên người của lệnh hồ thiên yết. Giang đứng xinh sát vào cái bàn, tạo nên đường cong gợi cảm lại càng rõ rõ. Hắn vẫn đang mải xem tài liệu không ngừng đầu lên. Đôi mắt màu tím sẫm kỳ lạ thỉnh thoảng lóe sáng. Mái tóc màu đỏ rượu hơi rủ xuống chắc chắn. Chiếc quyền tài kim cương lấp lánh ở bên tay. Chiếc áo thun một màu đen, ôm sát người lại càng tôn lên làn da trắng công tử vòng chữ thập khổ lớn chạm các tinh xảo mạ vàng treo ở trước cổ nhìn hắn không có vẻ gì của một tổng giám đốc cao cao tại thượng cũng không giống trùm sò của mafia một chút nào cả thế nhưng hắn lại làm cả hai thứ đó lệnh hồ thiên ít đứng dậy khoác chiếc áo vest phá cách đen thằng thừng bước ra khỏi phòng để lại cô thư ký tiếc hồi hội ở đằng sau hai ngày trước cỡ dài à? Ngày kia là kỷ niệm 20 năm thành lập trường đó. Em còn không mau mà chuẩn bị đi. Em là sinh viên tiêu biểu, đại diện cho trường lên phát biểu và làm nhiều việc khác đó. Anh họ của cự giải, Nam Cung Bảo Bình, không ngừng nhắc nhở đứa em gái. Tuy là anh em họ, nhưng lớn lên với nhau từ nhỏ, hai người còn thân hơn cả ruột thịt. Bàn tay vẫn mần mê quyển sách, cự giải nhướng mày lên nói. Em biết rồi, cái con bé này. Bảo Bình thừa biết tính của cự giải, còn là người xưa nay điểm tĩnh Anh vẫn ôm dùng sách cổ của con bé kia Mà kéo ra ngoài Không thèm để ý đến xung quanh Nãy thì không nghe lời Hôm nay anh nhất quyết sẽ kéo mày đi shopping Lâu này cự giải lúc nào cũng học Học và học Những việc chăm chút cho bản thân Cô đã nhận số 2 thì không ai dám nhận là số 1 Tóc xoắn lọn to bồng bềnh Một màu tím của hoa lavender Dài tận chấm thắt lưng Tài xỏ hai lỗ Ở phía trên dưới lấp lánh Vòng tay vài cái, lắc chân vài cái, nhẫn thêm vài cái. Quần áo thì khỏi phải nói, coi vậy mà cô không bao giờ mặc váy cả. Áo phông rộng thùng thình, quần thụng hip hop dày thể thao, ba lô phá cách, đầu lúc nào cũng là thường trực một cái headphone. Nhìn cỡ dài như thế này, không ai nghĩ cô sẽ là một cô gái ham học cả. Nhưng dù như thế nào, thì nhìn ở phương diện nào cũng là một tề thế dài nhân nha. Nhưng mà học hành chăm chỉ, kiến thức quá tải cho nên cô rất hay có những biểu hiện giả ngu. Cô cùng với anh trai bước vào trung tâm mua sắm. Bà ơi, bà có phải là muốn lấy bị giấy vệ sinh ở trên cao kia hay không ạ? À? Ngay lập tức, mọi nhân viên đều quay lại nhìn cô gái nổi bật ở giữa trung tâm kia. Bà lão mang về mặt hình từ, nhìn cô gái một hồi rồi cất tiếng nói. Cháu không biết ta là ai sao? Cái gì vậy chứ? Cựa dài cảm thấy buồn cười, liền cất tiếng hả lại. Vậy bà có biết cháu là ai sao? nụ cười trên môi của bà lão còn thú vị hơn rất nhiều vậy cháu nói xem cháu là ai nào Cỡ dài mà kệ ánh mắt xung quanh đang nhìn nở ra một nụ cười mỹ nhân rồi trả lời cháu là thượng quan cựa dài 22 tuổi sinh viên năm cuối đại học a một trong những thanh niên gương mẫu tiêu biểu của toàn trường toàn đất nước và nằm trong hội học sinh sinh viên xuất sắc của châu á ạ à. suy nghĩ một chút cô lại nói thêm cháu mồ côi ạ à. bà lão bỗng nhiên cất tiếng hỏi sao lại không học ở harvard chứ Cô nháy mắt trả lời. Cháu vừa mới nói cháu mồ côi mà bà. Bà lão im lặng, cự dài lại tiếp tục hỏi. Vậy thì bà nói đi. Bà lão nghe xong thì nháy mắt cười. Ta, để xem nào. Người nổi tiếng là nổi tiếng hơn cháu đó. Tại phòng chủ tịch của tập đoàn. Cửa phòng chủ tịch được mở ra. Tiên nhất chậm chậm bước vào trong phòng. Ở trong phòng không có ai cả. Trên bàn chủ tịch có một tập tài liệu và một hộp thư thoại. Lệnh hồ tiên nhất. Ngày mai con cần phải bay đến thành phố A Trường đại học A Để thay ta tham dự lễ kỷ niệm ở đó Hồ sơ trên bàn chính là về người con cần tìm Hắn nhằn nhặt, nhặt cầm tập hồ sơ lên Rút đống giấy tờ ở bên trong ra Đôi mắt màu tím hơi lóe sáng Mở to hơn bình thường Cái gì vậy chứ Cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương một cách nghiêm trọng Hắn Trùm gió mafia Tầm tài thiên yết tài Việt Lại phải đi tìm một con nhóc nữ sinh rồi trân trọng Trao tặng học bổng và tiền thưởng cho cô ta ư đúng là hư cấu mà lệnh hồ tiên yết vẫn điềm tĩnh chậm chậm mà nhấc chiếc điện thoại tuổi bào quý khách vừa gọi hiện tại đang xem đánh nhau xin quý khách hãy vui lòng tới hiện trường cổ vũ tuổi bào quý khách vừa gọi chẳng bao giờ nhấc máy xin quý khách đường lại gọi lần thứ hai lệnh hồ tiên yết dập máy hắn biết nếu chủ tịch đã để nhạc trời như thế này thì có ngu cũng đừng gọi lại nếu không thì tuổi thọ sớm sẽ bị giảm bớt lại tiếp tục nhấc máy. Alo, chuẩn bị cho tôi ngày mai đến thành phố A, trường đại học A, dự lễ kỷ niệm. Ngày hôm sau tại trường đại học A, học trường cô độc market trông rất là thư sinh. Tay cầm một sấp giấy tờ A4, chữ dày đặc bé li ti. Anh ta nở ra một nụ cười, đúng mực mà đưa cho cự giải. Này tự quan cự giải, thầy dân bảo anh đưa cho em cái này để lát nữa em lên phát biểu đó. Cô hơi quấy chào anh rồi cầm sắp giấy lên mà nhớ mày lại. Dài như thế này sao? Học trường hơi hắng giọng. Tại vì người sinh viên khi tạm biệt mái trường thì sẽ có rất nhiều cảm xúc. Mà em lại là sinh viên xuất sắc nữa. Nhưng mà em chẳng có cảm xúc gì cả nha. Cô nhún vai trả lời. Vậy nên mới cần cái này để mà phát biểu. Nhưng mà không có cảm xúc thì phải phát biểu làm sao đây? Thì cứ lên đọc thôi. Anh học trường nghe trường rất là bình tĩnh trước thái độ của cô nữ sinh bá đạo này nhưng mà không có cảm xúc, em không đọc được. Kết quả, sắp giấy được trả lại cho anh trường học trường, thêm một câu. Em nhường cho anh đọc đó. Đường đường là một học trường, ngay kỷ niệm trường đã phải nhường cho con nhóc tỷ cùng khóa, lại còn bị nó ném trả lại, thật đúng là đáng lòng mà. Lát sau cả trường nháo nhào lên, bởi vì có một chiếc xe Lamborghini màu đỏ, cực kỳ trái là, đang chậm chậm tiến vào trong khuôn viên của trường học. Khi lệnh hồ thêm ít bước ra, thì nữ sinh ở trong trường vòng mốc la hét ẩm trời bởi vì hắn quá hót. Cựa giải đứng trên ban công nhìn xuống, nở ra một nụ cười kinh bỉ. Này nhân mã, cậu nói xem hắn ta là cái kỳ gì mà nữ sinh phải bua quanh hắn ta như vậy chứ? Hàn nhân mã cười cười rồi liếc chiếc iPhone, giải thích cho cô bạn của mình. Là lệnh hồ tiên yết, tổng tài tiến yết tài Việt nổi tiếng, cực kỳ giỏi, năm nay 24 tuổi. Ngừng, đúng là chán ỏm, tôi đi đọc sách đây. Cựa dài ngắt lời quầy nhân mã nói xong thì liền bỏ đi đến thư viện để lại một mình nhân mã ngắn ngẩm mặt lắc đầu thời gian trôi qua lễ kỷ niệm đã được bắt đầu sau đây bạn cô độc mà kết học trường của chúng ta sẽ lên bài tỏ cảm xúc của mình nhân ngày kỷ niệm trường cả trường ồ lên một tiếng từ trước tới giờ thượng quan cờ giải luôn là người lên phát biểu những kiểu văn bản rất mứt như thế này đám nam sinh lúc nào cũng thích ngắm mỹ nhân lại càng ồ to hơn nữa Lệnh hồ tiến yết quay sang cất tiếng hỏi hiệu trưởng. Theo như tôi được biết, người này lại lên phát biểu chính là thượng quan cự giải. Thầy hiệu trưởng a một tiếng rồi cười nói. Cái con bé này rất là tùy hứng, thích thì làm thì không thích thì thôi. Cho nên chúng tôi cứ phải chạy theo đuôi quần áo hoài. Cũng tại nó là nhân tài hiếm có, nên cũng bị tôi chiều thành hư rồi đi. Vậy thì bây giờ em ấy có ngồi ở dưới kia không? Hàn Niếc mắt một lượt xuống dưới, chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả. Chắc là không có ở dưới đấy đi Chắc giờ này đang ở nhà hoặc thư viện rồi Nó đã không đọc bài phát biểu Thì cũng sẽ không tham gia đâu Lệnh hồ tiên ít nghi hoặc hỏi lại Ở nhà ư Đúng vậy, nhà của em ấy rất ở gần trường Ra công trường quẹo phải Là sát ngay nhà em ấy Lệnh hồ tiên ít nghe xong Thì liền đứng thẳng dậy mà bước đi ra ngoài Tại biệt thự cự dài Tượng quan cự dài hiện tại đang hì hụi Với hai chiếc máy nhỏ nhỏ ở trên bàn Lắp ra lắp lại rồi đi, trở lại, cô vẫn cảm giác không được vừa lòng. Sách vừa bày la liệt ở trên bàn, mà dù các quyền này cô đều đã thuộc lào lào hết rồi, nhưng làm thí nghiệm vẫn là nên phải phát ra. Tự quan cự dài, cô vẫn cắm cúi, không thêm để ý đến ai đang gọi mình. Lắp sai rồi kìa. ở đâu, ở đâu? Cô giật mình, nhưng vẫn tiếp tục cắm đầu cắm cổ vào hai cái máy, cho đến khi có ai đó đang ngồi xuống ở bên cạnh, chỉ chỉ vào hai cái máy này. Cô mới thẳng thốt cất tiếng Lạnh hồ thiên yết Làm sao anh vào được nhà của tôi Công thì mở toàn Đèn điện thì sáng trưng TV ẩm ý Nhạc thì eo éo, éo Cô họng của cô nghẹn họng lại Chúng ta quen biết nhau sao Người nổi tiếng Chào cô Người cực kỳ nổi tiếng Chào anh Xong rồi cô a lên một tiếng Anh nói xem Tôi lắp sai ở chỗ nào Lắp giúp tôi đi Giọng điệu ra lệnh vô cùng rõ ràng lạnh hồ tiên yết không thèm chấp nhận Với con bé kém mình 2 tuổi Hắn cười nhẹ rồi ngồi xuống, vừa sờ xong hai cái máy nhỏ thì cả căn phòng sáng bừng lên. Hai người, hai cái máy đột nhiên biến mất. Cự dài rơi xuống ngã sóng ra sàn đất, chẳng bù cho thân thủ phi phạm của tiên Yết. Hắn tiếp đất rất là dễ dàng, vẫn giữ cái phong thái ung dung đến mức bá đạo kia. Cô lóc cóc đứng dậy, phùi bụi trên quần áo rồi quay sang trường mắt với hắn. Đúng là đồ kỳ bò, nam tờ hắn đại trượng phu mà như thế sao? Hắn nước mắt một cái, Tôi ư, ừ, tôi kỳ bò ở chỗ nào chứ? Anh có phản xạ tốt mà không chịu đỡ người khác giúp tôi hay sao hả? Lần này hắn quay lưng lại đối diện với cô, giọng nói trầm thấp mê hoặc. Đây là cách cô nhờ vào người khác sao? Tôi... Cự dài còn chưa kịp nói hết câu, thì tiên yết đã quay người đi, bỏ lại cô hấp tấp đi ở đằng sau. Cho tới bây giờ cả hai mới để ý đến, nơi mà hai người rơi xuống là thủ đô Paris của Pháp. Cự dài thầm cảm thấy may mắn bởi vì đây vẫn còn ở thế kỷ 22. vừa rồi di chuyển không gian, nhưng thời gian có lẽ đã bị đạo lộn nhỏ nhỏ. Ở đây đang đàm mùa lạnh, Paris mùa đông thật là đẹp, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Dù là mùa nào thì Paris sẽ luôn lãng mạn một cách say đắm lòng người. Cả hai đã vừa vặn xuống chân thấp Eiffel, khung cảnh lãng mạn làm cho cửa giải tạm thời quên đi cái giá lạnh cuối thu chấm đông. Cô đứng yên lặng nhìn tháp Eiffel sừng sững trước mắt. Tháp Eiffel thật là đẹp lúc nào cũng vậy. Dù là bất cứ tháp nào trên thế giới cũng chính là không đẹp và không lãng mạn bằng nó đi. Tiền Yên cảm thấy cự sải không đi đằng sau mình thì quay đầu lại nhìn cô. Mà dù xung quanh có rất nhiều người nhưng không hiểu sao đập vào mắt hắn. Chỉ có một cô gái tóc tím xinh đẹp ngước nhìn ngọn tháp kia. Dòng người nườm nượp vậy mà hắn chỉ thu cô vào trong tầm mắt. Khoảnh khắc đó Thiên Yết thừa nhận, lần đầu tiên hắn lặng người đi vì một cô gái chỉ đơn giản như vậy mà thôi không có một lý do cụ thể nào cả rồi chợt nhận ra cái gì quan trọng hơn hắn nhanh chóng tiến về phía cô cởi chiếc áo khoác phép khoác ở trên người của cửa giải ôm lấy vai của cô kéo đi thật nhanh cửa giải giật mình ngước lên nhìn hắn có chuyện gì thế cô không cảm thấy trời rất là lạnh sao nhờ đến lúc nãy hắn bảo mặc lại cô ở đằng sau để mà cô ngã lăn ra đất lại còn cất tiếng mắng cô nữa thì cơ dại lên nhặt nhẽo nhích ra khỏi vòng tay của hắn. Tôi mới lúc không kiến, tôi có thể tự lo cho mình được, tôi cũng sẽ không nói anh kia bao đâu. Nhưng mà trên thực tế, môi của cô có vẻ đã tím lại, mù bàn tay hơi thâm. Bước đến bước chân cũng đã tiếu lại rồi, thế nhưng vẫn cố gắng chịu đựng để giọng nói của mình không run rẩy Hắn có thể nhìn ra được, thật đúng là cố chấp mà. Kéo cửa dài lại, hắn bê cô lên ôm vào trong lòng, dùng cơ thể cương trắng sợi ấm cho cô ngốc đây là cách cô nói lời cảm ơn sao mau nằm im cho tôi cô mà chết cóng ở đây thì làm thế nào có thể sợ cái máy cho tôi quay về hiện tại được chứ cự giải thật sự lặn sắp ngất đi vì lạnh thì ra là như thế sao hắn quan tâm đến cô chỉ vì quay về hiện tại nhanh chứ gì cô biết ngay mà ngay sau đó cô ngất đi trong vòng tay ấm áp của hắn tại khách sạn Ritz paris cảm giác vô cùng ấm áp làm cho cự giải sinh lười thực không muốn mở mắt ra hương hoa bách hợp nhẹ nhẹ phảng phất hơi ấn bao trùm cả căn phòng làm cho người ta có một loại cảm giác mê hoặc nhưng rốt cuộc cô cũng phải mở mắt rồi căn phòng này thật đúng là xa hoa nha mọi thứ đều cực kỳ xa xỉ sang trọng rõ ràng đây là một khách sạn cỡ quốc tế cỡ dài đi ra khỏi giường nhưng lại thấy mình đang mặc quần áo ngủ phát hiện ở bên giường có một bộ quần áo mới cô a à lên một tiếng rồi ôm quần áo bước vào trong nhà tắm Quả nhiên không làm cho cô thất vọng. Áo len rộng rãi dài ngang đùi, quần thụng cốt tông ấm áp và cả đôi giày thể thao mới cực chất ôm khít vừa chân cô. Còn có một chiếc khăn len đen cực kỳ đơn giản nhưng cũng rất là mềm mịn, mịn, cô quảng hờ qua cổ. Bước ra khỏi phòng tắm, cô ngó nhìn xung quanh, lập tức nhìn thấy bóng lưng đập thẳng vào gầm mắt của mình. Thiên Yết đang ngồi ở quầy ba mini ở trong phòng. Cơ dài lên chạy tới, ngồi xuống trước mặt của hắn hai tay chống cằm chấp chấp mắt. Là anh lo hết cho tôi sao? Thế Niết tiện thể rót cho cô một ly rượu phang nho, ngắn ngầm mà nhìn cô. Coi quần áo ở trên người cô, tự biết rồi đi. Cỡ dài sặc rượu, một ít rượu trào ra khóe môi, nhưng cô không thèm để ý, vẫn ngẩng đầu lên trầm mắt. Anh nói cái gì chứ? Có vậy ý của hắn là hắn đã thay quần áo cho cô hay không? Cái tên biến thái này là hết đường muốn sống rồi có phải hay không hả? Quần áo trên người của cô là tôi lo khách sạn là tôi lo đến sở thích của cô tôi cũng vẫn giữ sắc rượu là cách cô có cảm ơn tôi sao hắn vẫn điềm tính uống rượu lại chêm thêm một câu nữa là cô nhân viên giúp cô thay quần áo cô có thể tự đi hỏi lần này thì cô thật sự nghẹn họng hắn nghĩ cho cô giúp cô cũng vì cái máy của cô mà duyên đến đây mà cô từ sáng đến giờ lại luôn kỳ thị hắn nghĩ xấu cho hắn cái này thật sự là hơi ngượng ngùng nha uhm, thế hết à Nghe cô gọi hắn lạnh nhạt trả lời Chúng ta không thân đến mức đó Cô vò vò tay áo ngượng ngùng Tôi... Nếu như nói lời cảm ơn và xin lỗi Thì khỏi cần đi Hắn lại tiếp tục lạnh lùng ngắt lời của cô Cự dài hay ngây người mà nhìn hắn Làm sao hắn có thể vô tình như thế cơ chứ Cô cũng biết là cô có lỗi Nhưng mà... Cô thở dài đôi mắt lấp lánh nhìn thiên Yết nói Nếu vậy thì tôi phải làm sao đây Lại thấy Thiên ít chỉ chỉ lên môi hắn Không nói không rằng rồi tiếp tục uống rượu cự dài ngần người. Cái động tác chỉ vào môi này là có ý gì? Muốn cô phải hôn hắn sao? Đúng là đại sắc lang, hắn là tên háo sắc. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng, không một chút biểu cảm gì kia, cô lại cảm thấy thật là chán chường Từ lúc gặp nhau, nhìn mặt của hắn tuy không tươi vui, nhưng bên môi lúc nào cũng từng trực một nụ cười trào phúng, khuôn mặt mang theo kiểu rất là bất cần đời. Cô đành phải nhẫn nhịn, chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi cầm ly rượu nhỏ uống cạn sạch. Cô đứng bật dậy rồi vươn ngoài qua quán bar mini, bất ngờ hôn lấy tiền ít. Vốn định xong sẽ buông ra, nhưng hắn lại giữ lấy khấy của cô. Chiếc lưỡi nóng bỏng nam tính được 10 rượu, Còn lấy chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào của cô. Cho đến khi hắn nhấm nháp hết vị rượu men trong khoang miệng của cô, thì mới buông cô ra. Quần mặt cờ cờ dài đỏ ửng, ừ, cô ngồi phịch xuống dế, đưa tay lên mân mê đôi môi anh đào của mình. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô nha. Cờ dài chớp mắt lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên đã thấy Tiền Yết đang nhìn mình, cô hơi hoảng. Anh anh đã hết giận chưa? Hắn đưa khuôn mặt tới cần sát khuôn mặt của cô, giọng nói tràn đầy dụ hoặc. Cô thở nói xem. Cờ dài nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế, ôm lấy hai quả má, cắn đôi môi mở to mắt mà nhìn hắn tìm lời để nói. Tôi tôi muốn đi chơi. Tiền Yết phi cười. Đây là tình huống gì chứ? Cô gái này đang định đánh trống lẳng sao? Nhìn về mặt của cô, Hàn biết đây chính là lần đầu tiên hôn. Tuy rất là vụng về, nhưng cũng thực là mê đắm. Tự nhiên khiến hắn nảy sinh cảm giác muốn hôn cô thêm một lần nữa. Hắn vừa khoác tạm chiếc áo khoác quay ra, đã thấy cửa dài mất hút ra ngoài từ bao giờ. Hai người đứng trên đỉnh của ngọn tháp Eiffel cao chót vót. Bầu không khí càng lên cao thì càng lạnh. Tuyết lất vất bay vương vào mái tóc tím xoăn bồng bềnh của cô. Hàn đứng cách một khoảng rộng đằng sau, một lần nữa thu vào khoảnh khắc Chỉ thấy mình cô ở trong mắt của mình Lại ngẩn người rồi Hắn cười thầm cảm giác khó hiểu Bản thân hắn không thể như thế này Hắn cũng chỉ mới gặp cô gái này Còn chưa đầy một ngày nha Cửa dài quay lại nhìn tiên ít Đang nhìn cô cười Cắt tiếng hỏi Anh không ngắm cảnh sao Tôi đang ngắm Hắn trả lời ngắn gọn Đứng ở trong đó thì làm sao có thể ngắm được cảnh chứ Cô cắt bước chạy vào bên trong vô thức ôm lấy cánh tay của hắn mà kéo ra ngoài. Thiên Yết cũng để mặc cho cô kéo mình hắn lầm bầm. Chính ra trong này có cảnh đẹp hơn. Cho đến nhiều năm sau, khi cả hai quay lại nơi này, hắn mới biết câu nói vừa rồi có ý nghĩa gì. Cự dài, đúng là cự giải. Sau khi nhìn xem cảnh vật một chút thì liền chán ngắt, quay sang hỏi hắn. Tôi chán rồi, đi chơi chỗ khác đi. Hắn lại cười, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt tím sâu thẳm mà nhìn cô. Cô muốn đi nơi nào? lại chính là không nhận ra trong giọng nói của mình có một chút cưng chiều cùng với sùng nịnh đi về thôi tôi nhất định phải sửa lại cái máy dịch chuyển hắn cười đùa rồi nói một câu dùng cái máy này mà bay về khách sạn sao vừa mới dứt lời thì ánh sáng lại lóe lên hai người liền biến mất lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy của chiếc máy nhỏ hai người tiếp tục đi xuyên không gian và thời gian khi rơi từ trong không gian xuống cự dài không cẩn thận tiếp đất kém nhưng rất may mắn đã được tiến ít đỡ lấy bàn tay to lớn ôm ngang eo làm cho cỡ dài lúng túng giật mình cô lúng cuống rời khỏi vòng tay của hắn lắp bắp nói lời cảm ơn hắn không nói gì cả chỉ đưa mắt nhìn quanh một lượt khuôn mặt biến hóa một cách lạ thường nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của tiến ít rất là khó hiểu cô níu níu lấy cánh tay của hắn bởi vì thấp hơn hắn nên vô tình khuôn mặt cổ cô hơi ngẩng lên cánh môi anh đào kẽ mất máy có chuyện gì thế? Tên ít ngoài mặt thì lặng lẽ nhìn xuống cô gái, nhưng trong lòng thì đã sớm dấy lên lòng tham. Ai bảo khuôn mặt xinh xắn kia lại ở gần hắn đến vậy? Đàn ông bình thường khi có suy nghĩ tội lỗi cũng rất là bình thường đi. Không sao, nhưng mà bậc thang, hoa đỗ quyên, đại phun nước, có chuyện gì chứ? Nhưng mà sao? Cô tiếp tục hỏi. Hắn bỗng nhiên ôm lấy hai vai cô, xoay người cười cười dài dài. Đôi môi khẽ câu lên một nụ cười hài lòng Là Spain Step trường Tây Ban Nha Cựa dài thốt lên Ánh mắt tự như xa xa Hai tay ôm lấy mặt Rồi cả hai người không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau Cô nhảy cẫng lên bởi vì trông sướng Chúng ta đang ở Ý Hắn gật đầu nhìn cô Chúng ta đi đại khách sạn rồi đi chơi Ok ừ. Cựa dài ở một tiếng Rồi sơ chiếc máy dịch chuyển lên trước mắt nhìn hắn Cái này phải rửa chúng ta định mất một ngày trời rồi tên nít phá lệ cười tươi đi ngang qua cô bàn tay đút vào túi quần tay vẫy vẫy không quen bỏ lại một câu mà kệ nó đi chúng ta có đây chơi vài ngày đã cho đến khi hắn bỏ cách cô một quãng thì cự dài vẫn còn thấn thờ mà đứng ở đó chống ngực nện thình thịch thì hắn quay lại nhìn cô tên nít đi giật lười vẫy vẫy tay cự dài mới hoàng hôn mà lật đật chạy theo tại khách sạn một trong những khách sạn lãng mạn nhất ở rome chỉ cách quảng trường Tây Ban Nha có 300 mét Đi bộ cũng không đáng là bao nhiêu thời gian cả Cỡ dài ngâm mình ở trong bồn tắm Dòng nước ấm áp bao quanh lấy cơ thể của cô Nhưng nhiệt độ ở trong đầu Cơ hồ đã lên đến cả chục độ C Nghĩ đi nghĩ lại Cô vẫn không hiểu vì sao Thiên Yết Lại bắt cô ở chung phòng với hắn Mà khách sạn nổi tiếng mệnh danh Là khách sạn sẵn cho các cặp tình nhân vợ chồng Hắn không thể kiếm được một cái khác hay sao Cỡ dài ức chế liền lặn cả người xuống bồn tắm rộng lớn. Ngoài ba mini, lệnh hồ tiên yết thần nhân ngồi uống rượu, đầu óc mông lung không hiểu vì sao lại nghĩ đến cự giải. Hắn thật sự đã điên rồi. Cự giải to gan. Cô có biết hắn là ai không mà lại dám làm cho hắn tức giận như thế cơ chứ? Trường xóm mafia, thế nhưng lại bị một cô nhóc nữ sinh làm cho thần hồn điên đảo. Như thế là không được. Hắn phải cơn mẫu, không được ham mê tiểu sắc. Cứ tự lầm bầm từ nãy đến giờ ai đó lại quên mất cái điện thoại đang rung lên ẩm mỹ. Lờ đánh, hắn nhấc máy lên để mà lắng nghe. Alo. Ê, đồ đần, cậu đi chết ở cái xóa xỉnh nào đó hả? Cả ngày hôm qua làm gì mà gọi lại không nghe máy chứ? Âu Dương Sư Từ giống lên ở trong điện thoại. Hắn là bạn thân của Thiên Yết từ nhỏ, bởi vì cha đẻ của hai tập đoàn lớn mạnh này chơi rất thân với nhau. Mà cũng phải thôi, thời gian ở Pháp vừa rồi bị đảo lộn, thì làm sao hắn có thể nghe được điện thoại chứ? thiên Ít nhún vai trả lời coi như không có chuyện gì xảy ra cả chỉ là đi chơi thôi sự từ xài ra một trăng cười ngả ngớn làm cho thiên Ít nổi cả dơ cả đừng có tưởng là tôi không biết cậu bắt cóc em họ của bà bình thiên Ít cười nam công gia dạo này giá cổ phiếu tăng cao quá đó tóm tiền Bảo bình cũng được nhưng mà nói thật bây giờ tôi mới biết cô ấy là em họ của Bảo bình đó hắn vừa nói xong liền thấy cự giày đang đứng ở bên cạnh của hắn để mà nghe trộm Tiền yết dập máy luôn tại chỗ Mà kể sư tử ở đầu xe bên kia Tức đến suýt đập điện thoại Cô đang mặc tạm một chiếc áo ngủ Cổ xẻ hơi sâu Nên lộ ra làn da trắng nõn Là một thiên kim tiểu thư Cả năm trời chỉ ăn với học Anh trai lo hết nên dáng người của cô rất tốt Cảnh xuân no đủ thấp thoáng Ở sau mái tắt tím Sơn quay xanh quyên rũ nhìn vô cùng gợi cảm Cái gì đây? Là định quyên rũ tôi sao? Giọng nói của hắn nghe vô cùng sụ hoặc đôi mắt tím kẽ sao động lướt nhìn qua một đường trên cơ thể của cô cự dại vội vã nhận ra rằng đứng và y phục của mình dường như quá mức sexy cô vội ôm hai tay vắt chéo trên vai của mình đôi mắt nhìn trừng trừng nói không cho nhìn hắn phì cười có phải là cô quá mức dễ dãi rồi hay không kêu ở chung phòng thì liền ở chung kêu đuôi tắm thì liền đi tắm kêu ngủ thì liền ngủ bộ không sợ hắn sẽ làm gì cô hay sao giờ lại còn sợ hắn nhìn cơ thể của cô nữa đúng là một con bé con ngây thơ, càng ngày chỉ biết lo học. Để rồi không nhìn. Vậy thì cô nói xem, bây giờ cô muốn đi đâu? Cô đưa lưng quay về phía hắn, giọng nói lý nhí. Đi đại phun nước tình yêu. Thiên ít nhấn mày một cách thú vị. Sao hả? Cô muốn đến đó để cầu phúc cho tình yêu vĩnh hằng với người đàn ông nào đó sao? Nói xong hắn tự rùa mình. Cô cầu tình yêu vĩnh hằng thì mặc kệ cô. Lại còn thêm thêm câu thằng nào đó vào đằng sau để làm gì cơ chứ? Ai ngờ cô gái nhỏ kia lên quay đầu lại gật đầu cười thật tươi đáp. Đúng vậy. Nói đoạn, cửa dại nhảy đi thay quần áo. Nhằm một cái đã biến mất hút không thấy bóng sáng đâu cả. Hắn tự vỗ đầu của mình cất tiếng cười khổ. Đúng hay không thì liên quan gì tới hắn? Cầu phúc cho ai với ai thì kệ cô đi chứ. Hắn đi ra ngoài cửa phòng chờ cô, đứng tự vào cửa. Không hiểu sao lại cảm giác hồi hộp kỳ lạ như thế này. Có phải bởi vì quần áo của hắn chuẩn bị cho cô toàn là váy hay không? Cô mặc váy thì liên quan gì đến hắn đây? Một lát sau cỡ giải bước ra, trong bộ đồ phiên tịch cổ điển nhẹ nhàng, mái tóc xoăn màu lavender bồng bềnh buộc tùy tiện lên, một vài tóc rủ xuống ở bên má. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cãi nhăn lại nhìn hắn. Làm sao trong tủ toàn là váy không vậy chứ? tên ít e hèm khẽ một tiếng, rồi xuống giọng chỉ bảo. Biết làm sao được, tôi không muốn cô mặc như thế kia, rồi giới truyền thông sẽ nói tôi đi với gai Đi với trai, ok Cựu dài nghe vậy thì phi cười Thế bây giờ đi được chưa Đi ra đến ngoài đại lộ Hai người cùng tàu bộ trên vỉa hè Mang đậm chất cổ điển Chỉ có điều người đi trước thì rất ngáo Hai tay đút túi quần, headphone quàng ở cổ Người đi phía sau thì dịu dàng bước đi chậm chậm Đôi mắt to long lanh Nhìn cảnh đẹp xung quanh Không biết vì sao ngày hôm nay Cô lại trở nên nữ tính như thế này nhỉ Vậy thì cứ làm con gái một ngày đi dù sao thì đây cũng là ở Ý Phụ nữ ở đây đều rất là đẹp Như chợt nhận ra điều gì Cự dài đưa mắt nhìn bóng lưng của tiền ít Đang bước đi phía trước Rồi lại nhìn sang xung quanh Cô lấy can đảm chạy lên khoác cánh tay của tiền ít Đôi chân bắt nhịp cùng với bước đi của hắn Tiền ít ngạc nhiên nhìn, nhìn cự dài Thích thú cất tiếng hỏi Có chuyện gì thế Cô ngẩng đầu nhìn hắn cười Như thế này mới đúng chất nha Vậy taxi đi đến quảng trường không phải là nói chúng ta đi xem đài phun nước tình yêu sao? Thiên Ít bật cười. Ở trong lòng thoáng có một cảm giác ngọt ngào. Chúng ta, đài phun nước tình yêu ư? Làm ơn đi cỡ giải. Cô không thể bớt dùng từ ngữ dễ hiểu lầm một chút được hay sao chứ? Romna chính là thành phố vĩnh hằng. Đài phun nước Trevi được xây dựng vào năm 1723, dựa lưng vào một tòa lâu đài cổ. Nơi này đã từng là máng nước thời La Mã dẫn nước suối trên đỉnh núi về kinh thành để phục vụ cho dân chúng. Ngày nay, nước ở Trevi vẫn được coi là nguồn nước suối thiêng mà người dân gọi là Aqua Về đêm, đài phun nước lại càng trở nên trắng lệ hơn khi những ngọn đèn đường bật sáng, làm nổi bật hình ảnh của vị thần biển cả. Theo những người dân địa phương, thì đài phun nước mang trong mình sự phản ánh các trạng thái của biển cả, Khi tĩnh kỳ động. Thật là đẹp chết đi được mà cỡ dài gần như hét lên khi đến đài phun nước nổi tiếng này. Nếu như cô nhớ không nhầm, thì đài phun nước Trevi là một trong những đài phun nước đẹp nhất ở Rome. Khi đứng trước đài phun nước, cỡ dài lại cứ nhìn mãi, cô thoáng ngần người một hồi lâu, cho đến khi có một nghệ sĩ veo lông của người Ý đến nói cô bằng một trang tiếng Ý vô cùng khó hiểu. Nói thật, cô không hiểu lắm về tiếng Ý, cô chưa bao giờ học cả. Thế Niết lại đứng ở đằng sau nhìn cô. Thấy người vệ sĩ kia hỏi cô Thì liền mỉm cười đi tới cất lời giải vây Ông ấy hỏi cô Có phải cô thấy đầy phun nước này rất là đẹp hay không Cứ dài à một tiếng Rồi trả lời Tất nhiên rồi Vẫn giữ phong thái ôm dung Hắn quay sang người nhạc công đường phố Với một giọng ý cực kỳ chuẩn phiên dịch lại Ông lại kéo đàn cười rất là tươi Rồi chẳng cho mỗi người Một vài đồng xu nhỏ Hắn cởi nhẹ mở ra đưa cho mấy một sắp tiền tựa dài gần như đơ người khi nhìn người đàn ông trước mặt này. Có phải vì người này cái gì cũng biết, lúc nào cũng có thể xuất hiện giúp đỡ cô như thần thánh hay không? Có muốn ném đồng xu không? Hắn tung vài đồng xu trong tay cười cợt nhìn cô hỏi. Cô biết điều thú vị nhất của đài phố nước Travis không nằm ở nguồn gốc hay kiến trúc mà chính là ý nghĩa của nó. Nơi đây chính là nơi cười cảm ước nguyện và hy vọng của rất nhiều người. Truyền thuyết nói rằng nếu bạn đi cùng với người mình yêu thương, hãy ném xuống nước hai đồng xu bằng tay phải qua vai trái khi đang quay lưng vào đài phun nước điều đó sẽ mang lại hạnh phúc và may mắn cho bạn biết cự giải chần chừ vì điều gì hắn vô thức cầm lấy bàn tay của cự giải mở nó ra rồi ấn hai đồng xu rồi nói cô có thể ước nhưng hắn còn chưa kịp nói xong thì cự giải đã quay lại người của hắn làm cả hai quay lưng về phía đài phun nước cô nói đếm đến ba thì Tùng từ phải qua trái nhé nhưng mà một hai, ba. Vậy là bốn đồng xu đã rơi xuống đại vốn nước kia. Cỡ giải vỗ vai quán nháy mắt. Tôi nói cho tôi biết, anh ước cái gì nha? Nói xong thì cô tung tăng chạy về chỗ các nhạc công và vũ công đang nhảy múa, tường bừng ở một góc phố. Hòa mình vào cùng điệu nhảy, nhịp chân với bọn họ vô cùng vui vẻ. Cả nhạc dân ca ở ý cực kỳ đặc sắc. Nhìn về mặt hớn hở ca hát nhảy múa kia, hắn tự nhiên lại cảm thấy buồn cười. Thật ra ngoài điều ước về tình yêu, còn một điều ước khác nữa ở đài phun nước, đó là ước quay trở lại nơi này. Lúc đó hắn định nói với cô, nhưng không kịp, không biết cô gái đó đã ước cái gì nhỉ. Khi các vụ công ngừng nháy múa, thì các nhạc công đã chuyển sang những bản tình ca du dương. Có một cô nhạc công trẻ xinh đẹp, tới bắt chuyện cùng với cựa giải. Cô ấy chỉ thiên yết, đang đứng lặng lặng mà nhìn cô. Người đàn ông đẹp trai kia là người yêu của cô sao? Có thể mời anh ta lại đây một lát hay không? Cự dài không một chút xa sự nhảy chân giáo rất là vui vẻ về phía thiên yết một chiếc xe đạp lao vù vô đến chỗ của cự dài để tránh chiếc xe đạp cô lại bị chật chân mà ngã nhảy ra trên mặt đất thiên yết lần này có phản xạ nhanh đến mấy cũng không kịp đỡ lấy cô hắn chạy lại quy xuống xem vết thương cho cự dài nhưng may chỉ là bị bầm chân thôi hắn bê cô ngồi lên chiếc ghế đá rồi xoa bóp chân cho cô không hiểu tại sao nơi được thiên yết xoa bóp rất nhanh đã chẳng có một chút đau đớn nào cả cựa dài cười tươi nói hết đau rồi có thật không đó thật mà để chứng minh chẳng lời nói của mình cô đứng dậy cất bước nhưng không được mấy bước thì liền cựu chân xuống rất nhanh đã lao vòng tay rắn chắc của ai đó cho đến khi cự dài đứng vững thì hắn ngồi xuống ở bên cạnh chân cô lên đi tôi cõng em cựa dài đứng im nhìn xuống người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh mình ánh mắt mông lung thiên nhất nhìn cô nhắc lại lên đi tôi cõng em cỡ dài trần chờ cuối cùng cũng nhích nhích được đến gần hắn cô cuối người quàng tay qua cổ của hắn thì cả cơ thể đã áp lên tấm lưng rộng lớn của hắn cả người được nâng lên hai tay săn chắc của hắn vòng qua để giữ chân cổ cô không rơi xuống đất được một đoạn không hiểu là đi đâu nãy giờ mệt nhưng cô vẫn phải giữ cắn tỉnh táo ở trên lưng hắn mặc dù bước đi của hắn rất êm, lưng rất rộng, người của hắn rất thâm và thoải mái, nhưng cô không thể để mình ngủ gật như thế này được. Nhảy nhiều như vậy rất là mệt, tựa vào vai đi. Hắn nhẹ nhàng buông ra một câu vô cùng thông thả, nhưng cự giải rất trẻ con lại đang mệt. Cô không nghĩ ngợi diều, hai tay liền xếp qua cổ của hắn nhiều hơn, rồi nhắm mắt cục xuống vai của thiên yết. Khuôn mặt xinh đẹp kề sát nhau, hơi thở thơm tho phả vào gáy của hắn, lại còn phả cả vào máu của hắn nữa. Mày thật sự là không thể bị kích dục bởi một con nhóc ngây thơ trong sáng, bé tí theo như thế này được. Tiền ít tự nhủ ở trong lòng. Lòng quán rối ren, đang đấu tranh tư tưởng. Một bên thì nói hãy quyến rũ cô, một bên thì nói hãy tôn trọng cô đừng lợi dụng cô. Cậu dạy à? Hắn nhẹ nhàng gọi tên cô, cô mơ màng ưng một tiếng. Có muốn đi đến Spanish Step không? Giờ này có rất nhiều nhạc công và họa sĩ đang vẽ chân dung đó. Thật là không hiểu nổi, Hắn quan tâm đến cảm nghĩ của cô gái nhỏ này từ bao giờ nữa. Đi đâu cũng được, miễn sao là có anh. Ai đó tự giật mình với suy nghĩ của mình, kêu lên một tiếng rõ to, khiến cho tên yết theo phản xạ liền quay sang. Có chuyện gì thế? Hơi thở nam tính vào vào mặt của cô, cánh môi bạc mềm khẽ lướt qua gò má, làm cho khuôn mặt của cửa dại hơi ửng đỏ lên. Cô bồi rồi lắc đầu nói. Không sao, vậy thì chúng ta đi đến đó đi. Được bởi vì đi taxi từ quảng trường Novana về đến đây nên tiên ít vẫn cõng cô đi quanh nơi này. Về đêm, quảng trường Tây Ban Nha có rất nhiều đèn được thắp lên, đài phun nước cũng rất là lung linh huyền ảo. Đặc điểm đặc biệt ở quảng trường Tây Ban Nha là vào mùa xuân, hàng dài hoa đỗ quyên bừng nở sập chạy theo từng bước chân lên xuống. Người ta thường ngồi trên các bậc thang để ngắm cảnh, nghe tiếng đàn du dương của nhạc công đường phố. Tiên ít À? à không, anh tôi muốn đến chỗ kia ngồi xuống có được hay không cờ dài chỉ tay đến bậc thang tiết ở trên cao chợt nhớ ra thiên yết nói cô và hắn không thân đến mức ấy cho nên cô thay đổi cách xưng ô nhưng cũng không biết phải nên gọi hắn là gì hắn thần thờ dài ở trong lòng chắc là ngày hôm đó đã dọa cho cô sợ rồi cõng cô lên trên đó hắn nhẹ nhàng nói gọi thiên yết cũng không sao cả nếu như không tiện thì có thể gọi là scorpio được cô gật đầu một cái Vậy thì anh cũng có thể gọi tôi là Cancer Nếu như ai đó gọi cô như vậy Thì sẽ chẳng hay một chút nào cả Tên Niết lắc đầu nói Không thích Vì sao chứ Hắn đặt cô ngồi xuống cầu thang Ở bên cạnh bụi hoa trỗ quyền đang nở rực rỡ Cách đó không xa Có một nghệ sĩ violon đang kéo đàn rất là du dương Nhưng cho dù ngồi như thế nào Cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chân đau Mà để cho nó không đau Thì sẽ hơi khó Bởi vì cô đang mặc váy Loay hoay một hồi không biết phải làm thế nào cả Cả cơ thể của cô bị nhấc bồng lên Rồi sau đó cự giải Đã ngồi gọn ở trong lòng của Thiên Yết Thiên Yết à Grab lắm chuyện, ngồi im đi Hắn giữ chặt để cự giải không hề loay hoay Grab ư Cô ngứng mày nhìn hắn Đúng, em ngang như cô vậy Cự giải ngạn học Hắn đã đặt cho cô một biệt danh Nghe thật sự là Như thế nào hả Hắn hỏi Cô gật đầu Rất là dễ thương, đáng yêu mà một lát sau tiên ít lại hạ giọng hỏi cô Em có biết chơi violon không? Cô lại gật đầu Biết một chút xíu thôi Hồi nhỏ tôi học piano là chính Để học violon thì thật sự là tốn rất nhiều thời gian Hắn cười nhẹ Rồi đặt cô ở bên cạnh bùi hoa Em ngồi ở đây có được không? Cô tiếp tục gật đầu Hắn đứng dậy chuẩn bị xoay người Thì cự ra liền níu lấy vạt áo của hắn Anh đi đâu vậy? Em cứ ngồi ở đây đi Hắn nhẹ nhàng cỡ tay của cô ra rồi cô nhìn thấy tiên yết Đi đến chỗ của một ông già đang kéo phi ô lông Nói gì đó với ông ta Rồi thấy ông ta cật đầu cười rất tươi Đưa chiếc đàn cho hắn Sau đó Hắn lại đi đến chỗ một người phụ nữ ý Rất trẻ trung xinh đẹp Ngồi ở đó rồi ghé vào tay cô ấy thì thầm Cô gái đó liền cười vô cùng vui vẻ Tặng cho hắn một cái thơm má Rồi cật đầu nói nói Cái gì chứ Hắn nói cái gì mà cô ta lại hôn hắn Tự nhiên cô cảm thấy thật là khó chịu Thật là ức chế Nhìn hắn thật giống như một người đào hoa Để quyến rũ những cô gái khác vậy Ít ra Mọi người nhìn cũng nên nghĩ cô với hắn là một đôi chút Dù không phải Nhưng đầy người hiểu lầm Thế mà người kia lại quá mức tùy tiện Nhìn qua mặt nhăn tít không vui của cửa giải Hắn cầm cây vĩ cầm Rồi cất bước đến Có chuyện gì thế Không có gì cả Cô quay sang nhìn sang chỗ khác mà không thèm nhìn hắn Thiên Yết nhìn về mặt của cự dài giờ lại nhìn cô gái người ý xinh đẹp kia. Tôi đã rồi, hắn công nhận là cự dài đẹp hơn. Nhưng sao vẻ mặt này của cô? Sẽ không phải là cô đang khen chứ? Tiếng đàn du dương vang lên. Ngón tay thàn dài điều luyện lứt trên cần đàn nhỏ. Cây vĩ cầm chạy trên dây đàn, tạo ra những âm thanh tràn đầy cảm xúc. Giống như là chiếc lông mơn trớn ở trên vành tay. Từng dòng nhạc bay lượn tuần ra từ chiếc đàn. Âm thanh tinh tế lắng động trong không gian. Cỡ dài bần thần mà ngồi nghe nét mặt cao có dần dần giãn ra, trở thành một loại cảm xúc mê đắm khó tả. Bàn nhạc dần kết thúc, cự dài như bị thôi miên mà bước về phía tiên yết, ngước mắt mà nhìn hắn. Hắn bơm đàn, lặng lặng cúi xuống nhìn cô, tim của hai người dường như là ngừng đập. Anh kéo đàn thật sự là rất hay. Hắn cởi thấp một tiếng, chăm chăm từ cổ họng, làm cự dài càng thêm ngực ngừng, không biết phải nói gì tiếp cả. Môi của hắn kẽ câu lên một nụ cười thú vị đến mức hoàn mỹ. Em cảm thấy kéo đàn hay Thì có nên thử cho tôi hay không Cơ dài ngước mắt nhìn hắn Môi mấp máy không biết nên làm thế nào Trợ giác nói cho cô biết hắn muốn thường gì Giác quan thứ sáu của cô khá là nhạy cảm đi Lại thấy khuôn mặt của hắn càng ngày càng cân sát Hơi thở nam tính bao trùm lên cơ thể cô Đôi mắt tím huyền bí sâu Như muốn nhấn chìm ánh mắt của cô Chóp mũi của hắn nhẹ nhàng chạm vào một bên máu của cô con mặt của hắn nghiêng nghiêng đôi môi câu hồn người chuẩn bị chạm tới môi cô. Cự giải dịch máy đầu sang một bên, nụ hôn rơi vào không trung, cô thì thầm ở bên tay hắn. Nụ hôn này, tặng lại cho cô gái người ý kia đi, tôi không có hứng thú. Còn về phần thường thì... Cự giải hơi ngừng lại, môi của cô khẽ lướt qua gò má cương nghị kia, nhẹ nhàng thơm trên má của hắn, bấp máy nói. Như thế này là được rồi. Thiên Niết nhếch môi thích thú nói. Em sẽ phải quay lại. Nói đoạn, cửa dài quay người đi của bước đi thật chậm, không nhận được liền quay đầu lại. Lại thấy hắn cầm một sắp gì đó trên tay của cô người Ý. Cô ta lại tặng chán một cái thơm má. Cô tức giận quay người đi thật mạnh, cô bước đi thật nhanh, nhưng không được. Càng muốn đi nhanh thì càng bước chậm. Cô lại cứ cắm cúi đi. Không làm thỏ, được thì vậy làm rùa. Cứ đi đi đã. Cơ dài lầm ly cắm đầu mà đếm bước chân. Cho đến khi toàn chân của cô tê dạy cô cất lời lầm bẩm Thế nết chết tiệt Bỏ đi lâu như thế rồi mà vẫn không đuổi theo Đổ con bọ cặp điên Nói xong cô liền dậm chân thật mạnh Cơn đau nhức truyền đến Khiến cho cửa giải suýt xoa A lên một tiếng Cô đi chậm lại rồi cất tiếng thở dài Không phải là rất quan tâm tới mình sao Làm sao lần này Lại bỏ đi oai hùng như thế chứ Không thèm đến rỉa tới mình chứ Nói xong lại cố lê lết tiếp Mà không biết nãy giờ Vẫn luôn có một người đi đằng sau quan sát cô lặng lẽ đưa mắt nhìn cô từ phía xa. Thiên Yết hắn, nhiều lúc thật không hiểu nổi cỡ dài. Cô có phải là người đa nhân cách hay không vậy chứ? Lúc thì rất trẻ con ngây thơ, lúc thì rất là sắc sảo quyến rũ, lúc thì rất nữ tính dịu dàng, lúc lại là quá mức mạnh mẽ. Rồi nhiều lúc hắn nên tự hỏi mình, vì sao lại quá mức quan tâm đến một người con gái như vậy? Cuối cùng cỡ giải bởi vì đau quá, không chịu được, nên cả người liền ngưng về phía một bên chân gần như là quỵ xuống, khó khăn lắm mới giữ được lại thăng bằng. Cánh tay của Thiên Ít cường lại giữa công trung, hắn thu bàn tay về, như thế nào lại giật qua bờ vai cô cửa dài. Cô giật mình quay lại, bốn mắt hai người nhìn nhau. Tình huống này phải nói gì cho phải đây? Tôi, em, cả hai cùng đồng thanh nên cùng dừng lại, Thiên Ít cất tiếng cười. Em nói trước đi, tôi nghe. Anh đi theo tôi làm gì? Không phải vậy rồi, em cần cho tôi vì tôi không đợi theo sao? bây giờ đuổi theo em đến đây rồi em lại hỏi tôi đi theo để làm gì ư ừ. em không cảm thấy bản thân mình là phản logic hay sao cỡ rào quay người đi không thèm cạnh nhau với hắn cô lại cắm cúi đi tiếp rồi cất lời lầm rầm đi mà nói với cô người ý ấy tiền ít thật sự là không chịu nổi cúi xuống bế cô lên rồi ôm thẳng vào lòng em là đang ghen sao đỡ đau chân hơn cô nằm gọn ở trong phòng tay của hắn bắt đầu đập thùng thụp vào lồng ngực rộng lớn kiên mà chẳng mắt nói là ai thèm can chức hắn gật đầu tôi đợi rồi đó không phải là ken lại không nhận ra trong giọng nói của mình mang theo bao nhiêu sự cưng chiều cùng với sủng nịnh cờ dài rút trong túi ra một chiếc khăn tay cầm lên lau lau một bên má của tiến yết sau khi lau xong thì khiên bình nhìn chiếc khăn tay rồi quăng đi luôn rồi sau đó lại lấy ra một chiếc lọ nhỏ khác xịt một tí tẹo lên cổ tay của mình rồi muốn thoa đằng sau gáy thì phải quảng qua cổ của hắn Khoảng cách nghiêm nhiên được thu hẹp một cách đáng kể. Có chuyện gì thế? Hắn nhớ mày khó hiểu. Quan sát hành động từ nãy đến giờ của cô có vẻ rất là hình sự. Cô thản nhân trả lời. Má của anh bị dính san. Nhìn kinh chết đi được. Người cũng bị dính nước hoa của phụ nữ. Tôi mà bị giới truyền thông bắt gặp đi với người như anh thì hỏng. Nước hoa là lavender sao? Ừ, bọn tiểu thư đương nhiên phải dùng rồi. Có thơm không? Rất là thơm. Đến khi đêm về, cỡ dài cắm cúi vào cái máy nhỏ để sửa chữa. Không hiểu sao, chỉ vào ban đêm cô mới tỉnh táo hơn tất cả những lúc khác. Này, tưởng quan cự giải, có chuyện gì? Cô không thèm ngừng đầu lên mà cất tiếng đáp. Em lắp sai rồi, lắp nhờ em thì tôi quay về kỳ băng hà luôn bây giờ đó. Một lát sau, thì Niết đặt một cốc sữa nóng ở trên bàn. Mà uống đi. Cô bé này không biết định còn làm đến bao giờ nữa. Không thể nào không lo lắng cho bản thân của cô được. Cô ngước mắt nhìn tên ít hỏi. Vì sao? Vì sao cái gì chứ? Hắn cười nhẹ nói. Vì sao lại đối tốt với tôi như thế? Thật đúng là buồn cười. Chỉ là một chi sữa nóng cũng đủ để làm cho cô chấn động. Anh ta còn định làm cái gì nữa đây cơ chứ? Không có gì. Anh tốt bụng như vậy cảm ơn anh nha. Cô uống hết một hơi nửa cốc sữa. Bởi vì nãy giờ làm việc vô cùng mệt mỏi. Nhưng vừa đặt chiếc cốc xuống bàn thì hai mắt nặng trĩu Đầu óc tối sầm cô tiếp đi cốp vào cánh tay của Thiên Yết. Hắn vừa chuẩn bị bế cô lên giường cho cô đi ngủ, thì lập tức cái máy phát sáng lên, cả hai lại biến mất. Sao ngày hôm nay trời lại tối đen như mực như thế này? Vì sao lại không có ai tắt đèn cơ chứ? Cự dài cuối cùng cố gắng mở mắt táo giác mà nhìn xung quanh. Đồ hồ trao tường chỉ bây giờ 30 phút sáng. Cô bật dậy như một con lật đật, Vào vào máy đầu của mình rồi tung chăn mà nhảy xuống giường. Lê lết từng bước nặng chữ đi đến bên cạnh chiếc bàn làm việc. Cô cầm lấy chiếc máy móc nhỏ ở trên bàn cất giọng lào bào. Làm sao ở đây chỉ có một cái vậy chứ? Mình làm tận hai cái cơ mà. Một luồng ký lạnh vô hình xộc vào cơ thể của cô, khiến cho cỡ giải hơi rùng mình. Hình ảnh áp phép phèn mập mờ hiện ra trong đầu của cô, rồi đến đài phun nước Trevi, quảng trường Tây Ban Nha. Này người nổi tiếng, chào cô. Rất nhanh, thoáng qua một tia chớp, rồi nháy mắt vụt biến mất như chưa từng xuất hiện trong đầu của cô hình như có giọng nói nào đó vừa hiện qua trong đầu của cô vậy rất là quen thuộc cũng rất là xa lạ vì sao cô có cảm giác như có một cái gì đó mất đi trong ký ức của mình từ trước tới giờ cô có trí nhớ rất đỉnh không thì đã không trở thành sinh viên xuất sắc vì sao lại lần này không sống như cũ trước cô đã làm quen một điều gì đó rất là quan trọng đến mức cô đã không còn quan trọng việc sáng chế ra cái máy để làm gì nữa rồi. Tại tập đoàn Tiên Viết, ngày hôm nay họp đến đây thôi. Mọi người về làm lại báo cáo, kiểm tra lại kết quả, ngày mai trực tiếp nộp cho tôi. Tiên Viết lạnh lùng quăng xuống một câu, hắn ung dung đứng dậy rời khỏi cái ghế lớn, rồi chậm chậm bước ra khỏi phòng. Họp hội đồng quản trị trong vòng 10 phút là tác phong thường ngày của hắn sao? Một lát sau, hắn thu gọn mình trong chiếc ghế ở phòng làm việc đôi mắt màu tím sẫm rắn chặt lên chiếc máy nhỏ ở trên bàn kia sáng ra mở mắt hắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn hắn ngồi tại phòng làm việc tại chiếc ghế này đập vào mắt là một cái máy nhỏ quái quỷ này cái thứ dị hợm này là từ đâu mà trôi ra đột nhiên vụt qua đầu hắt của hắn là hình ảnh một cô gái nhỏ với mái tóc tím màu lavender đang đứng ngước nhìn chân tháp Eiffel lại là một cô gái tóc tím đứng ở trên ngọn tháp đó vụt qua vẫn là bóng dáng của cô gái kia. Người cực kỳ nổi tiếng, chào anh. Hình ảnh vượt qua nhanh đến nỗi, tất cả những gì vừa hiện lên giống như là một giấc mơ vậy, hắn lại không thể nhớ lại cụ thể, chỉ là bóng dáng lờ mờ. Đúng lúc này tiếng điện thoại vang lên. Này tên yết cậu về nước rồi sao? Tối nay có đến tiệc thọ của Bảo Bình không? Còn điện giật thoáng làm tê cả cơ thể của Thiên Ít về nước ư? Sợ tử, cậu đang nói cái gì thế? Tớ ra nước ngoài hồi nào chứ? Đầu dây bên kia một tràng cười cùng chế giễu vang lên. Này này, đừng có mà giờ trò đó nha. Có bắt cắt em họ của nhà người ta mang đi chơi. Bây giờ về lại bảo là không có đi đâu sao? Không chịu trách nhiệm hay sao hả? Em họ của Bảo Bình là ai? Một tuần sau, cửa dài ra bước ở trên con đường phố đông người. Cô di chuyển chậm chạp giữa dòng người nườm nượp. Vẫn là phong cách cũ. Chiếc headphone trục ở trên đầu. Ở trong đầu cô, theo giai điệu của bài hát, luôn xuất hiện một bóng người rất quen thuộc nhưng cũng rất là mơ hồ. Còn phố nhỏ dài đông ngầm ngập người qua lại cũng đã thừa dần. Không biết cô đã đi bao lâu. Trời mùa thu quả thực là mát mẻ dễ chịu, nhưng thực chất lại không dễ chịu như sách vở vẫn hay nói. Bởi vì nó làm cho người ta có một cảm giác hoài niệm quá cớ, cho người ta có cảm giác nhớ vì những gì đã qua. Mà cô chẳng có gì để nhớ, rốt cuộc là cô đang cô nhớ cái gì vậy chứ? Mùa thu, mùa thu. Vì sao mày chẳng xoa dịu được cái gì ở trong lòng tao như thế này chứ? Không phải các ông nhà văn luôn ca ngợi mày hay sao? Alo, cậu dài à, em đã đi lang thang cả ngày rồi. Sắc mặt không tốt là có chuyện gì thế? Anh trai à, em muốn đi du học. Trong quán cà phê, một người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ vô cùng đào hoa lãng tử, ngoài ngay ngắn ở trên chiếc bàn. Đối diện là một bà lão tí đã già, ca người giản dị nhưng vẫn tắt lên một vẻ quý tộc khó tả. Bà, đã lâu không gặp bà, dạo này bà có khỏe không? Có phải thiên yết nó bỏ rơi bà không? Còn sẽ phận cổ nó. Bà lão cười hiền từ lắc đầu nói. Bà Bình sao vẫn chưa đến chứ? Chắc cậu ấy sắp đến rồi. Đang lo cho cậu em họ đi du học ạ. À? Đến cô em họ mà nó cũng tận tay chăm chút như vậy sao? Bà lão tươi cười, nét mặt anh lên vẻ ấm áp. Dạ vâng, tuy là em họ, nhưng bà Bình là con một. Cậu em họ đó lại một cô cha mẹ. Hai anh em ở với nhau từ bé Nên cũng coi như là ruột thịt ạ Con chào bà Đúng lúc này bà Bình nhanh chóng bước vào quán Ôm nhẹ bà lão đang ngồi bằng nghi thức vương tay Bảo Bình à Con đến rồi sao Ngồi xuống đi Ngày hôm nay ta có chuyện đặc biệt quan trọng muốn nhờ hai con đây Tại sân bay Quả thực ngày hôm nay cỡ dài Chẳng cần ai đến tiễn cô hết Đến Bảo Bình ca ca hay ma kết đại sư huynh cô cũng không cho đến. Nhân mã song ngư sở nữ Bạch Dương đều không biết cô chuẩn bị rời đi. Kéo chiếc vali đỏ trái mắt và chiếc ba lô khá to ở đằng sau, cô đeo cặp kính mắt râm lên rồi lặng lặng tiến vào bên trong. Chuyến bay thành phố A đến New York, còn 5 phút nữa thì cắt cánh. Chuyến bay từ thành phố A đến Rome, 10 phút nữa thì cắt cánh. Chuyến bay từ thành phố A đến Paris, 15 phút nữa thì cắt cánh. Cờ dài suy nghĩ một hồi, cô quyết định đi đến quầy bán vé, đổi vé đi New York thành vé đi Paris. Tiếng pháp của cô không tệ, từ khả năng giao tiếp. Nhưng đây cũng không phải là điều mà cô cần quan tâm. Rốt cuộc cô đi Pháp là muốn tìm kiếm cái gì? Cô đã đánh mất cái gì đó ở Pháp hay sao? Cùng thời điểm tại quán cà phê, bà Bình bật la ngoài chiếc điện thoại đặt ở trên bàn cất giọng trầm ngâm. Như thế nào rồi hả xong ngư? Ở bên kia đầu dây cũng là con cái rượu của chủ tịch hãng hàng không tiếng tâm lần lẫy. Từ từ đã, em mới không phải là thánh nhân. Để lấy thông tin kiểu này rất là tốn công đó. Xem nào, Cỡ giải cô ấy đã đổi vé máy bay đi New York, đi Paris rồi. Ủa, dài ra nước ngoài làm sao lại không nói một câu chứ? Cảm ơn em, có gì anh sẽ nói cho em biết sau. Bà lão thấp thoáng vụ cười nhẹ ở trên môi, còn ai đó đang nhìn vào mặt, cảm giác vô cùng phấn khích, định thả tay ra cầm chiếc điện thoại đề nghịch thì bà lão tử từ nói. Sợ tử à, để đó đi con, vẫn còn có một cuộc gọi nữa. Trên chiếc TV lớn tại quán cà phê đăng tin nhanh. Vậy rồi, một trong những nhánh trụ sở chính của tập đoàn tài việt tại paris đã xảy ra một vụ tranh chấp kịch liệt của buổi thầu ngày hôm nay cùng với tập đoàn hiện rất là thần bí trên thương trường là tập đoàn ccr trong tập đoàn scopy hiện nay đang nghi ngờ có người ban đứng tập đoàn tiết lộ giá cả của mảnh đất này ngay sau đó màn hình của tivi phụt tắt điện thoại vang lên lần này là bà lão nghe máy bà nội à mười lăm phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh sang paris con đi đây chuyện ở công ty bà ngó quà cho con nhé được nhanh rồi, con cứ đi nhanh lên. Ta đã đặt khách sạn cho con rồi đó. Tại sân bay, cựu dài ngồi bần thân nghe nhạc ở trong phòng chờ. Cô cười nhẹ rồi đứng dậy chuẩn bị lên máy bay. Khoảnh khắc cô đi qua một người đàn ông cao lớn, mái tóc màu xanh hơi đỏ rượu, đeo một cặp kính râm cực chất, phong thái bá đạo độc nhất thì cự dài hơi cượng lại. Một tuần qua, cô luôn tìm một bóng sáng quen thuộc ở trong hàng người nằm nập giữa những con phố, nhưng không tìm được bởi vì cô đã quên đi điều gì đó về con người ấy cho đến khi người đàn ông kia đi lướt ngang qua vai cô thật đúng là buồn cười chỉ là vô tình đi ngang qua một người đàn ông cô làm sao lại như vậy cơ chứ cỡ dài tự cười khổ một mình lắc đầu ngắm ngẩn chính bản thân rồi tiếp tục bước đi tiền ít người có một mùi hương lavender đặc trưng vừa thoáng qua hắn bất giác quay đầu nhìn chỉ thấy một cô gái mái tóc tím lavender tùy tiện buộc bồng bềnh giữa sân bay người tới đông như là hoa cỏ thế nhưng thu vào tầm mắt của hắn chỉ có bông hoa lavender kia giống như vụt qua paris tuyết rơi cô gái về mái tóc tím những hình ảnh vừa vụt qua đầu của tiên yết làm cho hắn giật mình cho đến khi hắn định thần lại thì bóng dáng nhỏ bè kia đã biến mất ở trong dòng người rốt cuộc thì hai người bọn họ đã quên mất điều gì cơ chứ tại paris nước pháp cờ dài ngoãn ngày ra chiếc giường êm ái ở trong phòng tổng thống quen thuộc. Bây giờ cô thực sự không muốn nhớ đến điều gì hết cả, cái gì cũng không muốn nhớ. Có lẽ việc đầu tiên là sẽ đi ăn một bữa ăn thật là ngon, rồi sau đó một mình rô ngoạn sang hồ. Điện thoại vang lên. Cờ dài à, cậu đang ở Pháp sao? Tiết song ngư ở đầu dây bên kia nhớ mày đầy bất mãn. Có người bạn thân bỏ đi mà không chịu báo một tiếng. Thật là xin lỗi nha, tôi đi có mức vội vàng, nên không kịp nói cho mọi người biết. Rồi nhân mã đi chơi đi, nó cũng đang ở Paris đó. Xong tư nói, cái gì? Cậu dài hà hốc mồm không thể tin được. Cậu quên chồng của hàn nhân mã của chúng ta là Âu Dương Sơ Tử Tên Tâm lần lễ rồi sao? Nó muốn đi đâu mà chẳng được, mấy người thì kinh rồi hen. Cậu dài ngấp một cái, làm như tiết ra các cậu không ghê gớm ấy. Còn cái rượu của chủ tịch hãng hàng không, ông nội thể là bộ trưởng bộ ngoại giao vận tài, tớ làm sao có thể đỡ nổi chứ? Láo thật đó, Cô còn chưa nói xong thì đã cúp máy rồi. Chắc là nhận mã thân yêu sang đây cùng chơi với sư tử rồi. Cô mới mặc kệ hai người bạn họ. Cô thật là muốn thay quách đống quần áo này. Mang một chiếc đồng phong cách vintage nhẹ nhàng cổ điển. Cùng với một đôi giày vúp bê mềm. Thêm một chiếc vũ rộng mảnh che nắng. Còn mái tóc tím thì tùy ý xóa ra. Không biết từ bao giờ cô lại mặc được thứ đồ này. Một mình cự dài. Đi lên đỉnh của tháp Eiffel đứng ngắm nhìn phong cảnh. Cô nhìn ra ngoài trời trong xanh có một cợt mây, hàng cây bên dưới biến thành một dài màu vàng của mùa thu nhẹ nhàng. Nhưng không giống, nếu như đây là mùa đông, nếu như ở đằng sau. Cựa giải thao phản xạ chậm chậm quay đầu nhìn lại, nhưng không có ai cả. Cô mơ tưởng, đáng ra đây là mùa đông có tuyết rơi, khi cô quay người lại sẽ có một người đứng ở đằng sau, nhưng vì sao lại không có chứ? Ở trong lòng cổ cô trào dâng lên một nỗi thất vọng mà trước đây chưa từng có. Cô gái nhỏ à, em làm sao thế? Đột nhiên có một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Cự dài còn không buồn liếc mắt nhìn qua người đang cất tiếng hỏi mình. Nghe giọng chắc là một người phụ nữ thành đạt. Rất là khoan khoái, lại có ba phần quý tộc. Cô cười buồn rồi nhìn ra xa xa. Mà dù có biết chị là ai, nhưng mà bây giờ em đang rất nhớ một người sao? Người phụ nữ kia cắt ngang rồi tiếp lời nói. Cô hơi giật mình nhưng cũng gật đầu cười. Chẳng lẽ trên mặt cô hiện rõ điều đó như vậy hay sao? Khi em yêu một thành phố, chính là bởi vì em yêu người ấy. Em nói xem, em có yêu thành phố Paris này hay không? Cô chân chừ rồi lắc đầu. Không phải nơi này, không phải thành phố Paris mà là một nơi khác cơ. Cũng là không hẳn, em nhớ một người nhưng căn bản lại không nhớ được người ấy là ai. Đã từng có những gì với em có đúng không? Em có một giấc mơ rất dài, chắc chắn về người ấy nhưng đến khi tỉnh lại, lại không thể nào nhớ được cái gì cả, thậm chí hoài nghi có thật là mình mơ hay không. Vì cảm giác ở trong giấc mơ đó của em rất là chân thực, chân thực đến mức... Cô gái kia biết câu cuối cùng còn lại, nhưng có lẽ hãy để cho cô bé nói ra thì sẽ tốt hơn. Là chân thực đến mức, em thích người ấy, hình như là thích rất nhiều. Cậu dài ngập ngừng, cất tiếng. Cô gái kia gật đầu cười tươi. Chỉ cần em hiểu được điều đó là đã đủ rồi, Hãy cố gắng nhớ lại người ấy và đi tìm người ấy. Nói đoạn cô gái xoay người bước đi. như là nhận ra điều gì, cự giải cất tiếng hỏi với theo. Chị à, em còn không biết tên của chị là gì? Là thợ quan trầm. Một tuần nay, thề niết đều mang theo vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, làm người ta không dám đến gần. Quần mặt tà mị đẹp như khắc hàng ngày, vốn có vẻ trào vốn kiêu ngạo, giờ phút này đã được thay bằng một tảng bằng nghìn năm lạnh lẽo lý do không phải là bởi vì phụ thầu ở công ty mà bởi vì hắn cảm thấy não của mình ở một góc nào đó đã bị quét đi mất một mảng cái cảm giác trống trải lạ thường này đã bao trùm cơ thể của hắn suốt một tuần nay hắn cảm giác mình đã đánh mất đi một điều rất là quan trọng khi quyết định đến paris hắn có một suy nghĩ rằng sẽ tìm được một người nào đó ở thành phố lãng mạn này nhưng thật sự là không thể nào hiểu nổi hắn đứng dậy ra khỏi phòng làm việc ngồi trên chiếc xe phóng thật nhanh trên đường tới tháp Eiffel. Dù sao thì cũng đã đến Paris rồi, ít nhiều thì cũng nên đến đây. Thang máy từ từ đưa tên yết lên đỉnh của ngọn tháp. Thật là vừa vặn, cô gái tên thượng quan trầm cũng đang đi về phía thang máy kia. Trầm Tổng, cô cũng lên đây sao? Mà phải rồi, phải nói vụ thầu lần này Trầm Tổng quả thực rất là cao tay. Thượng quan trầm mỉm cười một cách lịch thiệp. Yết Tổng à, xem chừng anh cũng rất là rõi rãi. Một người đàn ông thanh đạt như anh Lại đến một nơi lãng mạn như vậy Là để chờ cô gái nào sao Một câu nói đã trúng vào tim đen Ở trong lòng Của hắn đột nhiên giật mình thật mạnh Hắn nhìn thấy cô gái có mái tóc màu lavender Thấp tháng sau lưng của thượng quan trầm Lại thấy thượng quan trầm cười nhẹ nói Không làm phiền ít tổng nữa nhé Tạm biệt Khi thượng quan trầm vừa rời đi thì hắn đã không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia nữa đâu rồi. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cơn tức giận chắc tiệt chẳng lẽ là hắn ảo tưởng ra một cô gái hay sao thiên yết đứng trong ra phong cảnh ở bên ngoài cảm thấy trước mắt thiếu đi bóng dáng nhỏ bé của ai đó mà hắn lại không thể nào định hình được chào anh giọng nói ủ rũ nhạt nhẽo đầy ngắn ngầm của cửa dài nhàn nhạt vang nhạt lên bàn tay thon nhỏ trắng mút cầm một lon bia nhỏ trẻ ra trước mặt của thiên yết hắn ngạc nhiên hơi cựng lại ở trong lòng tự dưng nhen nhói thầm vui mừng bởi vì mình không bị ảo tưởng Chính là mùi hoa lavender thoáng vụt qua Anh không ngắm cảnh sao Đang ngắm Đứng ở trong đó thì làm sao mà ngắm được chứ Hắn cầm lấy lon bia cất giọng trầm Đã bớt đi phần nào lạnh lùng Vì sao lại cho tôi Chính ra ở trong này có cảnh đẹp hơn Giọng nói quen thuộc Chạy một hàng ở trong não bộ của hắn Giống như có một giọng nói nào đó Nói điều gì đó rất sống Giọng nói của cô gái này thì phải Cô vẫn chính là một tuần nay lần giữa thái độ thờ ơ nhạt nhòa giọng nói nhẹ nhàng cơ hồ nghe ra được sự bất cần đời trước giờ chưa từng có thấy anh có vẻ giống tôi thôi cô trả lời hắn bật lon bia tu một ngụm Ánh mắt quét qua nhìn cô gái đứng ở bên cạnh cô không phải là tôi làm sao biết được tôi và cô giống nhau chứ cô nhốn nhốn vai nói chắc anh đang nhớ một cô gái đi hắn hơi nhích môi vậy thì đúng là cô đang nhớ một người đàn ông rồi nói thật sơ nay là một người luôn nhìn thấu tâm tư của kẻ khác, tâm cơ thâm trầm mới có thể đứng vững được như thế này. Này hắn lại bị một cô gái nhỏ nhìn ra là đang nhớ một người thật đúng là buồn cười mà. Trong lúc quả hai đang im lặng, muốn đi đâu nào? Đi về thôi, còn phải giờ cái máy. Dùng cái máy mà bay về khách sạn. Hàng loạt hình ảnh tiếng nói chạy vụt qua đầu của cô, giống như là một cuộn phim bị lỗi. Không thể nhớ lại có những gì vừa mới vụt qua cỡ dài tự cười chế nhạo chính mình. Cô lặng lẽ quay người, tạm biệt người đàn ông vừa mới quen được 10 phút, nói Tôi phải quay về khách sạn rồi, tạm biệt. Hắn cũng chẳng có lý do gì giữ lại một cô gái không quen biết cả. Đợi rồi, phải cẩn thận. Cảm ơn vì làm biểu của cô. Cờ dài đang đi, bất chợt nhớ ra điều gì đó. Cô chậm chậm quay ngoài lại. Tôi còn chưa biết tên anh. Vậy cô nên giới thiệu tên của mình trước, rồi mới hỏi tên tôi trước hắn vẫn đang cầm lan bia ánh mắt rõ ràng nhìn vào trong đôi mắt của cô cự giải thoáng dao động trước cái nhìn trực diện của đôi mắt tím sẫm mùa xương kia không đoán ra được tâm tư thật đúng là một người đàn ông không tầm thường mà cự giải là người có giác quan thứ sáu rất tốt trời sinh có trực sắc mạnh hơn người thường nhưng khi đứng ở trước mặt của hắn cái gì là giác quan cái gì là trực sắc đều đã bay biến hết cả thượng quan cự giải cô nói một cách ngắn gọn vẫn giữ chất giọng lạnh lùng man mác. Thiên Yết hơi lặng người đi, cái cảm giác quen thuộc mà xa lạ lại ùa về, kèm theo một đoạn ký ức mà hắn không nhớ được là có từ bao giờ. Tự quan cự dài Gì? Lắp lại sai rồi kìa. Ở đâu? Này, lệnh ngồi Thiên Yết, làm sao anh vào được nhà của tôi? Nhưng trong nghe mắt, giọng nói của cô đánh gãy mấy giọng nói ở trong đầu của Thiên Yết. Nhìn anh bần thần như thế, chắc lại nhớ đến cái gì rồi. Tôi cũng đang bận, vậy thì chào anh nhé. Cô cũng chẳng cần biết tên của người đàn ông kia làm gì. Không cho biết thì không cần phải biết. Cỡ dài quay người đi về phía thang máy. Cho đến khi cỡ dài biến mất sau cánh cửa thang máy được khép lại. Hắn mới thật sự là tự bật cười thành một tiếng trầm thấp ở trong cổ họng. Đa phần chính là chế nhạo chính mình. Cỡ dài về khách sạn thì lan lộn ở trên giường. Để cô nhớ xem mình gặp người đàn ông kia bao giờ hay chưa. Bắt đầu một màn tự độc thoại tự kỷ ở trên chiếc giường êm ái nhìn hắn ta có vẻ quen quen nhưng làm sao mình lại không nhớ ra hắn ta là ai nhỉ nhưng mà đã gặp bao giờ đâu mà nhớ cơ chứ à, thôi bỏ đi không nghĩ nữa mặc xác hắn là ai quan trọng là mình biết mình thích ai là được nếu như việc cần đây nhất mà mình không nhớ nổi thì chắc chắn là liên quan đến cự dây ngồi bật dậy lục trong ba lô chiếc máy dịch chuyển do mình phát minh có phải cô đã sử dụng nó với một người nào đó sau khi về hiện tại thì liên quyết hết sạch cái máy này còn đang chắc ở trong tay của người kia. Nghe ra thì giả thiết này có vẻ rất là lô đi. Đúng lúc này điện thoại vang lên. Cô nhấc điện thoại, đầu dây bên kia chính là người anh họ của cô Bảo Bình. Em tự ý đổi vé tại sao không nói với anh? Đến pháp tình hình như thế nào rồi? Cô ngắn ngầm liếc mắt nhìn cái điện thoại một cái. Thôi đi, bạn tiết xong ngư xinh đẹp không nói cho anh biết em đi đâu mới là lạ đi. Tôi đợi rồi, vẫn là em của tôi thông minh nhất. Nhưng anh nói này, Tối nay ở Pháp có một bữa tiệc chính trị Em đến đó ra mặt trước thầy anh Phải nửa bởi tiệc anh mới có thể đến được Ok Thầy anh đáp máy bay trực thăng xuống Nếu không thì em có thể về luôn Cơ dài đối với người anh họ Hơn tỷ lần anh trai này của cô Lúc nào cũng là rất mực kính trọng Em biết rồi Cho em địa chỉ đi Các tổng tài với chủ tịch tập đoàn lớn nhỏ em đều biết rồi Chỉ cần đưa vấn đề nói qua email cho em là được thôi Còn đồ dạ hội Cho người đến đón em đi Được rồi cảm ơn em nhé Bà Bình à, em không cho em phép nói câu đó đâu. Là anh đã nuôi em lớn lên từ nhỏ, làm sao em để anh nói được như thế chứ?" Từ điện thoại vang ra tiếng thì thầm. "Anh đã công bố với cổ đông, em sẽ là người đi thay anh, chỉ là nói chuyện xã giao thôi, nhưng anh nhất định phải cảm ơn em. Nếu như không đi, anh đập chết sẽ bắt về nhà." Nghe đến đây thì cô thật sự đã hết kính trọng anh mất rồi. Nhanh chóng cúp lấy điện thoại. Tên ít vừa nhận được điện thoại của bà nội thân yêu, bảo là đến tham dự bữa tiệc của tập đoàn CCR. Tập đoàn này rất là bí ẩn, cần phải đích thân xem xét thêm. Hơn nữa tập đoàn này rất hiếm khi có một tổ chức buổi tiệc lớn như thế. Liên quan đến tập đoàn này, hắn nghĩ mình cũng nên đi một chuyến. Nhưng hắn công nhận, một tuần nay, đầu óc của hắn có vấn đề nên không để ý. Bà nội đặt khách sạn cho hắn, nhưng có biệt thự thì tại sao phải ở khách sạn cơ chứ? Ít nhỉ có chuyện gì thế? Tiếng nói của bà nội ở đầu dây điện thoại vang lên bà nội à, có biệt thự để làm gì? làm sao cháu phải ở khách sạn chứ? cái này, bà nội nghĩ ở khách sạn cho sạch sẽ, còn có người phục vụ, phòng tổng thống cũng không kém biệt thự mà, là bà nội sợ con ở biệt thự, để lâu rồi sẽ không vệ sinh lắm. tôi đợi rồi, con hiểu rồi. điện thoại vừa cấp máy, lại có một cuộc gọi khác đến, làm cho tiền ít càng điếng người hơn. đó là cuộc gọi đến từ bảo bình mặt lợn. alo, tiền ít à? tôi đến một tầng nửa tiếng. Tớ biết cậu không thích tham gia mấy tiệc này Nên tớ nhờ cậu nhé Cậu nhờ cái gì chứ Đến đón em gái hộ tớ đi Bao giờ tớ đắt trực thăng xuống Cậu đưa về hộ luôn tớ nhé Cả hai đều không thích tiệc tùng mà Tôi đợi rồi, em gái như thế nào, ở đâu Tên là thượng quan cự giải Ở bên cạnh phòng của cậu đó Tiếng cõ cửa vang lên Cự giải nàn người lê lết đi ra mở cửa Đôi mắt to tròn đen láy Mở to phản chiếu trước đôi mắt màu tím nhạt trong suốt kia Cả người dựa vào tường Cô ngước lên lắp bắp nhìn người đang đứng ở ngoài cửa. Tại sao lại là anh? Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói. Tôi cũng đang định hỏi, vì sao lại là cô? Hóa ra là thiên kim của nhà Nam Cung. Cự dài không nói gì. Cô tránh sang một bên cho hắn đi vào. Mắt dõi theo từng cử chỉ hành động của thiên yết. Mà hắn rất là tự nhiên ngồi xuống quẩy ba, tự rót cho mình một ly rượu, ngồi ngôi đề mai nhấm nháp Vẫn không hay cự dài đang đứng tự lưng ở cửa nhìn hắn. Từng ánh mắt lạnh lùng, Tưởng cái nhấc tay quen thuộc Còn có đôi môi bạc tình kia nữa Hắn là ai Nhưng tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc đến thế Trong đầu cờ cỡ dài Vừa qua hình ảnh một nụ hôn đậm mùi vị rượu nho Tại chính quầy ba này Cái gì thế Vừa rồi là cái gì vậy Có một nụ hôn ở đó ư Cô tiến lại gần quầy ba Ngồi trước mặt hắn mà đưa mắt nhìn hắn Cô làm gì thế Nãy giờ tuy uống rượu Nhưng vẫn biết là cỡ dài làm những gì hắn cắt tiếng hỏi khó hiểu. Tôi... ai lại đây gần một chút có được hay không? Để làm gì chứ? Hắn lạnh lùng hỏi. Tôi... không được. Hắn không để cửa dài nói hết, đã lạnh nhặt cắt ngang lời nói của cô. Cửa dài bỗng nhiên nhón chân dậy, vươn người qua ba. Khuôn mặt nhỏ nhắn bây giờ chỉ còn cách hắn một chút nhỏ. Đôi môi anh đào cuối cùng chạm vào đôi môi mỏng quyến rũ kia chủ động hôn hắn. Cả vì rượu nồng nàn quen thuộc, làn tỏa quyện với vị ngọt ngào đặc biệt có một chút cảm giác hoài niệm. Cả cơ thể của cự dài nóng bừng lên như là có một luồng điện chạy qua người của cô. Cô đột nhiên rời khỏi đôi môi của hắn, hai mắt trận tròn mà nhìn tiên ít. Tất cả dòng hình ảnh thời gian chạy qua đầu của cô, nhanh mà rõ ràng như một đoạn ký ức bị vùi lấp đã lâu bỗng nhiên ùa về. Cổ họng của cô tê đến râm ran, khó khăn lắm mới bật ra được hai chữ thiên ít. Hắn đưa mắt nhìn về phía cự giải, Sao? Đúng là anh, tôi nhớ ra rồi. Cô đưa một tay che miệng, đôi mắt mở to nhìn hắn lắp bắp nói. Nhưng ngược lại với vẻ kinh hỉ của cự dài, vẫn là sự lạnh lùng không che giấu của thiên yết. Cô nhớ ra cái gì chứ? Cự dài ngồi ở bên kế lái phụ, nhìn cung cảnh Paris về đêm. Paris về đêm vô cùng trắng lệ, đèn điện đều mang một vẻ cổ kính, chạy suốt những hàng cây bách hợp. Dãy phố lớn nhỏ đều có đèn điện đổ loại màu sắc khác nhau. Nhưng nhìn như thế nào thì bà Paris lãng mạn đến từng cốc vỗ nhỏ Nó vẫn mang theo một vẻ cô đơn khó tả Nghĩ đến đây cự dài nhắm mắt lại Dựa lưng vào ghế Mà tự thở dài ở trong lòng Bây giờ là 19 giờ Phải đến bữa tiệc tập đoàn CCR Thì cô thật sự là không muốn Dừng xe lại Thiên ít quay sang nhìn cô mà nhớ mày cất giọng trầm trầm Cô định làm gì Cự giải không nhìn hắn, mắt vẫn hướng ra phía bên ngoài. Tôi muốn xuống xe. Tôi không muốn đến bữa tiệc đó nữa Vậy thì để tôi đưa cô về Không cần đâu Cơ dài cờ tuyệt công một chút suy nghĩ Nếu còn ngồi cạnh hắn thêm một giây phút nào nữa Thì cô sợ rằng Mình sẽ không kiềm chế được mà tuần ra hết Những ký ức kỳ cô ván ở Paris và Roma như thế nào Nhưng hắn lại căn bản không nhớ gì hết cả Chiếc Lamborghini chậm chậm dừng ở bên vẹn đường Ngay trước cổng thượng nghị viện quốc hội Pháp Cờ xe bên kế phụ bật mở cỡ dài bước xuống xe không một chút do dự. Trước khi đi, cô vẫn muốn hỏi hắn một câu thôi. Anh thật sự không nhớ gì sao? Không. Hắn lặng lặng nhìn cô trả lời. Cỡ dài quay người đi rồi đóng cửa xe lại. Chiếc xe phóng vù vù đi trong màn đêm. Cỡ dài vẫn trong trang phục dạ tiệc với chiếc váy hoa công chúa màu xanh lơ được kết từ hàng nghìn bông hoa nhỏ li ti. Vòng hoa trên đầu càng tân lên vẻ đẹp thuần khiết của cô. Cô nhớ là Đằng sau thượng nghị viện quốc hội có một phần hoa rất đẹp. Tuy nơi này có rất ít khách du lịch, nhưng mảnh đất bao quanh là một cái nôi của sự lãng mạn suốt nhiều thế kỷ qua. Đài phun nước và thảm hoa ở đây đều tắt lên vẻ lãng mạn đặc biệt mà chỉ ở nơi đây mới có. Thảm cỏ mềm và êm hơn cô tưởng tượng. Ngồi bên cạnh đài phun nước nhỏ, cờ dài thò tay xuống vẫy nước nhẹ nhẹ, mà kệ một số ánh mắt đồ dồn về phía cô bởi vì quá mức nổi bật nhưng có lẽ cửa dài đã quá quen rồi, cô chẳng thèm quan tâm đến nữa. Nhìn đài phun nước, cô lại nhớ đến đài phun nước tình yêu ở Roma, lại nhớ đến vẻ mặt ôn nhu của Thiên Yết, lúc hỏi cô là muốn đi đâu, nhớ đến dáng vẻ của cô khi nhìn hắn, tự như là đấng câu tinh lúc nói tiếng Ý, nhớ mùi hương hoa thoang thẳng ở trên người của hắn. Đôi mắt to tràn đen láy trong vắt của cỡ dài đã phủ một tầng xương. Những hình ảnh trước mắt dần dần mờ đi một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống. Cô thích hắn đến như vậy sao? Hắn không nhớ sao cô, làm cô buồn như thế hay sao, đến mức phải bật khóc ư? Đúng lúc này điện thoại vang lên. Alo, bà Bình à, xin lỗi nhé. Tớ không đến được, mà em của cậu cũng không đến được. Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau. Nói với bà nội của tớ một tiếng cho tớ nhé. Ok, không sao cả. Vừa một cúp điện thoại, thì Niết đã vội vàng quay vô lăng 360 độ quay ngược trở lại con đường vừa rồi. Chiếc xe lao như một con báo hung hăng Ở trên đại lộ xiên xéo nhau Và chiếc xe dừng lại Ở thượng nghị viện quốc hội Pháp Thiên ước xuống xe mơ màng chạy ra Phía sau mảnh đất Tràn ngập thảm hoa sau tòa nghị viện Hai tay đút vào túi quần Hắn chậm chậm tiến lại đài phun nước Ở trung tâm khu vườn Đưa mắt mặt nhìn xung quanh Những cột đèn được thiết kế kiểu xưa Với ánh sáng le lói Công đồ sáng cả khu vườn Cô vườn chìm trong cảnh thần bí tràn ngập hương hoa đài phun nước long lánh bởi những bóng đèn nhỏ sau dòng nước phun lên quả thực hắn lầm khi quay lại đài phun nước này chẳng có ai ở đây cả có mỗi một bông hoa bách hợp nhỏ rơi ở bên thành đài phun nước là bông hoa ở trên phòng hoa cài đầu của cửa dại rơi xuống sau Hàn văn đứng chân chân mà nhìn đài phun nước tưởng tượng ra cô gái với mái tóc tím chiếc vòng hoa cài đầu với những bông hoa mọi hồng tía và trăng trắng nhỏ nhỏ chiếc váy công chúa mềm mại màu xanh lơ những giải hoa lê tê chạy quanh chiếc váy. Phải nói như thế nào đây nhỉ? Hắn tự nhiên thở dài, ngước mắt lên nhìn trời rồi lắc đầu. Cô thật là đẹp. Ngừng lại một lúc, hắn lại nói với người như là ngủ mơ. Tôi thừa nhận, cô rất đẹp cỡ dài. Cô xuất hiện đi có được hay không? Cùng lúc đó tại sân bay, có một cô gái với bộ váy tự như một nữ thần. Tài xách chiếc vali nhỏ chạy về phía quầy bán vé. Vội vàng mua một chiếc váy nhanh nhất đi đến nước Ý. Dạ thưa cô, hôm nay không hề có chuyến bay nào tới Roma. À. Cô có chuyến bay nào tới Ý hay không? Có một chuyến tới phía đông bắc của nước Ý là ở thủ đô Vecen cô. Vậy là mọi thứ đã được quyết định cô sẽ đến Venice, một trong những thành phố có kênh đảo đẹp nhất trên thế giới. cự dài cấp rút mua vé, nhưng khi mở chiếc túi sách ra, chiếc máy nhỏ của cô đột nhiên phát sáng, nhưng lại không hề làm cho cô biến mất như mọi khi. Cô vội cầm lấy chiếc vé đi Venice, Cựu giải gần như ngạc nhiên khi trên vé ký ngày, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2015, cô đã dịch chuyển thời gian tận 4 năm tháng trời mà về mặt không gian thì không sao, còn biết chiếc máy còn lại thì sẽ ra sao nhỉ? cự giải xách vali lên máy bay, thiên yết rời khỏi vườn hoa, ngồi vào trước vô lăng nhưng hắn không biết nên lái xe đi câu cả. Ánh sáng lén lói nhỏ nhỏ trong ngực áo, làm cho thiên ít giật mình. Hắn lôi chiếc máy nhỏ ra rồi nhìn nó thật là lâu, rồi sau đó lại nhìn đồng hồ ở xe của mình, thật là buồn cười. Cái thứ nhỏ bé này làm hắn nhảy cóc 5 tháng qua cả sao thừa cơ sao. Thế niết lại nhớ đến cự dài lần đầu tiên, thời gian đảo lộn là lý do cô biến mất ở đài phun nước ư, có khả năng không? Tuy nhiên chiếc máy nhỏ có biến đổi thời gian vẫn không làm cho hắn nhớ ra cự dài là ai cả. Hắn phóng xe như điên quay về khách sạn lao đến phía lễ tân hỏi cô gái ở phòng 160. Dạ thưa ngài, cô ấy đã vừa dọn hành lý rời khỏi đây cách một tiếng đồng hồ rồi ạ. Đi bằng taxi của khách sạn sao? Hắn vội vàng hòa lại. Nàng tiếp viên lắc đầu một cách lịch sự. Tiền ít nhất điện thoại gọi cho sư tử, người đang đáng đô ở Paris. Là tôm thành phố này lên, cũng phải tìm cho tớ cự giải. Cậu đi nhiều, điều người đi. Cậu bình tĩnh đã, nói cho tớ nghe xem có chuyện gì xảy ra. Lần ra tự nhiên cự giải lại biến mất trước. Điều này thực sự nằm ngoài kế hoạch của sư tử. Bảo Bình và nãi nãi thiên yết Nhân mã đang ngồi bên cạnh sư tử cũng sợ đến xanh cả mặt. Làm sao cô ấy lại có thể biến mất được cơ chứ? Khi tôi về đến khách sạn thì đã dọn được hành lý một giờ đồng hồ rồi. Không dùng taxi của khách sạn. Sư tử suy nghĩ một lúc rồi cười cười. Cái tên này tìm người ta đến mức hâm đầu rồi sao? Ngoài sân bay ra thì còn có thể đi đâu được nữa đây. Thiên yết hắn lại ngồi lên xe vòng vun vút trên những đại lộ thành thang ở paris cần về đêm ở trong đầu cô hắn tràn ngập hình ảnh của cự giải nổ hôn bất ngờ ở quán bar lúc cô nói cô đã từng cùng với anh làm những gì tại nơi này còn có ở nước ý còn có rất nhiều thậm chí hình ảnh cuối cùng cự giải hỏi hắn anh thật sự không nhớ gì sao xin thông báo còn 10 phút nữa chuyến bay sẽ bắt đầu cắt cánh ạ à? cự giải đã sớm ăn vị ở trên máy bay hai tài đeo hết đôi mắt với hàng mi dài cong vút nhắm nhìn lại. Cô thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế êm ái cao cấp. Ở trong đầu vẫn còn vang vẳng những câu nói lạnh lùng của Thiên Yết. Cô cố gắng tập trung vào tiếng nhạc để át đi giọng nói của hắn. Mấy phút sau, Thiên Yết chạy thật nhanh vào trong sân bay, hỏi nhân viên lễ tân. Hắn chạy đến chiếc máy bay đi đến nước Ý. Hắn đã tìm thấy cự giải. Cô đang ngồi thu mình ở bên cạnh ô cửa sổ, hai mắt nhắm lại hình như là đang ngủ. Chiếc máy bay im lìm ở trên đường băng đắt đầu có tiếng động cơ dần dần to lên. Máy bay dần dần di chuyển, trượt chân chậm trên đường băng rồi nhanh dần. Cô gái nhỏ trên máy bay càng ngày càng nhỏ dần, rồi mất hút trong bầu trời đêm đen kịt. Thiên Yết tự cười giễu chính mình, không biết bây giờ suy nghĩ trong lòng của hắn thật ra là cái dạng gì. Hai lần để lỡ cô gái này, mong lăng hắn sẽ không có lần thứ ba. Tháng 2 ở Venice nước Ý, phải nói là có một sự kiện vô cùng lớn chính là lễ hội mặt nạ, lễ hội hóa trang tưng bừng tại thành phố kênh rạch này. Nằm ở phía đông bắc của Italia, Venice được hình thành từ 118 đảo và 175 cành đảo nối với nhau bởi hàng trăm chiếc cầu. Chính những yếu tố đó đã tạo nên kiến trúc độc đáo có một không hai của thành phố này. Venice được coi là thành phố của tình yêu, cũng bởi vì vẻ đẹp lãng mạn với hệ thống kênh rạch trang trịt. Cựa dài ngồi trên chiếc thuyền gỗ, một loại thuyền dài và nhỏ rất phổ biến ở venice lần đầu tiên cảm nhận cảm giác được ngồi trên con thuyền xuôi theo dòng đi qua những con cầu bắc ngang sông đi qua những ngôi nhà cổ đi qua những nơi người, người bán hàng lênh đênh một lát sau cô đã có mặt ở khách sạn venice và không khỏi bất ngờ khi những người dân ở venice đều ăn mặc sống hệt mình cô tiếp tân mỉm cười chuyên nghiệp mà nhìn cỡ dài cô cũng đến đây tham dự lễ hội mặt nạ có phải hay không chồng cô thật sự rất là xinh đẹp chắc chắn cô sẽ là trung tâm của lễ hội ngày hôm nay cựa dài bối rối nhận thẻ phòng của mình vừa quay người định bước vào trong thang máy thì cô đã đụng ngay vào một người đàn ông thật là xin lỗi khi người đàn ông ấy nhìn thấy cô thì cựa dài hơi ngần người không cần phải xin lỗi tôi không sao cả nếu như vội cô có thể vào thang máy luôn cựa dài hơi ngỡ ngàng anh không phải là người ý sao nhưng cũng không giống tôi là con lai Người đàn ông cười nhẹ nhàng nói Nét đẹp của người đàn ông lai ý này Quả thực rất là quyến rũ Đôi mắt nâu của người châu Á Nước da trắng sống mũi cao của người châu Âu dáng người cao mà không cầy Chuẩn như một người mẫu Người này toát ra khí chất vương giả Không thua kém gì thiên ít cả Cô thiếu cái gì thì phải Cờ dài tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt Không hiểu mà cất tiếng hỏi Tôi thiếu cái gì chứ Là mặt nạ Cô không thể tham gia lễ hội mặt nạ mà không có mặt nạ được. Như thế này đi. Cô lên cắt đồ rồi chúng ta đi kém mặt nạ. Tôi cũng vừa đến đây, cũng không có cái nào cả. Cô suy nghĩ một lúc rồi cật đầu. Được, vậy thì tôi nên gọi anh là gì đây? Cô có thể gọi tôi là Hàn Uy. Người đàn ông mỉm cười nói. Ừ, vậy thì Hàn Uy à, anh đợi một lát rồi tôi sẽ xuống ngay. Thế vẫn đang ở trong sân bay. Hàn nhấc điện thoại gọi cho sư tử. Sư tử ở đầu dây bên kia vẫn cười ngạo nghĩ. Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi. Người đẹp đi mất rồi chứ gì. Nhưng mà khoan đã, đừng có nóng vội. Để tôi đoán xem nào. Này sư tử. Thiên nhất cầm nhẹ với chiếc điện thoại. Suýt chút nữa thì đi tông hình tượng của bản thân mình. Tôi đợi rồi, đợi rồi. Cậu ra đằng sau sân bay. Trực thăng đã có người chờ sẵn. Mau lên đi. Thật đúng là tri kỷ. Còn chưa kịp nói gì nhiều thì đã hiểu ý của nhau. Thiên nhất chạy vội ra phía sau mà leo lên chiếc trực thăng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn nói với phi công. Tôi mới đến Venice nước Ý. Chiếc trực thăng nhanh chóng bay lên bầu trời đêm bao la. Tại Venice, Cựa dài xuống nơi thì đã thấy Hàn Uy đang cầm trong tay cả một đống mặt nạ lớn nhỏ khác nhau. Bên cạnh anh còn có hai chiếc túi cỡ lớn được toàn là mặt nạ nữa. Cô bật cười. Hàn Uy à, anh làm gì thế này? Hàn Uy nhìn vào vai cô. Chọn mặt nạ cho cô. Nhưng mà quả thực tôi không tìm được cái nào thực sự là đẹp cả Cựa dài ngó xuống Chiếc mặt lạ màu xanh lơ đến hoa bách hợp Vậy thì lấy cái này đi Hợp là được rồi Đêm nay ở Venice vô cùng nhộn nhịp Cô cùng với Hàn Uy Bước trên những con đường lát cạch kiểu cách Cô có thể dạo chơi Trên những con đường khá hẹp ở Venice Lắng nghe những bàn nhạc Do những người nghệ sĩ ở đường phố biểu diễn Tiếng nước phổ nhẹ vào bờ sông Mỗi khi thuyền bè qua lại hay chỉ đơn giản lắng nghe nhịp chân của chính mình. Nhưng đáng tiếc là người đi đằng sau cô lại không phải là thiên yết. Vì sao chứ? Vì sao lại không phải là hắn? Cô có muốn lại đằng kia nhảy một điệu hay không? Đó mới chính là lỗi hội chính. Nếu như người đông một chút, tiếng nhạc to lên một chút, cùng cành lạ một chút, thì ở trong lòng sẽ đã hơn, hay sẽ là buồn thêm đây. Cơ dài cười nhẹ rồi cật đầu. Không lâu sau, cô và Hàn Uy đã hòa mình vào trong đám đông tưng bừng với nhạc dân ca ý vô cùng đặc sắc. Nếu như cô nhớ không nhầm thì dòng nhạc opera chính là bắt nguồn từ nước Ý này. Người người đeo mặt nạ, không phân biệt được người không quen và nói chuyện rất là vui vẻ. Còn có, ai cũng phải nhìn về phía hàn uy và cỡ sải. Cho dù đã đeo mặt nạ, nhưng cô không làm suy giảm lại khí chất bẩm sinh và nhân cách của hai người này. Cho đến khi một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, Hàn Uy quay sang cô mỉm cười rồi cất tiếng nói. Ngại đẹp à, tôi mời cô nhảy một bàn nhạc nhé. Cô cũng không ngại khiêu vũ mà cật đầu. Bàn tay than dài của Hàn Uy đặt ở trên eo của cửa giải, tay còn lại nắm lấy tay của cô. Cho phép tôi. Cửa giải bỗng nhiên cảm thấy hơi mất tự tin. Cô thật sự không quen với mùi bạc hà thơm mát trên người này, càng không quen với bàn tay đạp đẽ kia. Cô cảm thấy nhớ cái mùi đế vương mùi long sen hương còn có một chút hoắc hương trên người của hắn. Bàn tay đặt trên vai của Hàn Uy cũng trở nên rụt rè không quen thuộc. Cô lơ đánh đưa từng bước chân theo di chuyển qua Hàn Uy. Tiếng nhạc du dương làm cho cỡ dài càng thêm chua chát. Thật là buồn cười, người đó sẽ chẳng bao giờ nhận ra cô. Cô là nên tiếp tục nhớ hay là nên quên đi đây? Hàn Uy rất nhanh đã nhận ra được cỡ giải không chú tâm. Chắc chắn cô có điều gì tâm sự. Kết thúc bản nhạc, Hàn Uy đem hai ly rượu đưa đến cho cô một ly. Cờ dài điềm nhiên uống một hơi cạn sạch, cũng không quên nói lời cảm ơn. Rồi cơ thế, ly thứ hai và ly thứ ba. Đột nhiên có một tiếng súng vang dậy cả lễ hội. Mọi người bắt đầu ngạc nhiên hoảng hốt ngơ ngác nhìn nhau. Liên tiếp những tiếng súng khác lại vang lên. Trong số đám người còn có người bị trúng đạn, chết tại chỗ. Đám người hồi nãy còn vui vẻ nhảy nhót, bây giờ đã loạn hết cả lên. Người người xô nhau mà chạy trối chết. Venice đêm nay được một fan vô cùng hoang loạn. Người ta chạy lao vào nhau, đẩy nhau rồi sẫm đạp lên nhau. Một bọn áo đen bịt mặt từ đâu nhảy xuống. Lìa súng lạn xạ. Một số người cầm sao đi dọa dạ người. Bao nhiêu người bị thương, nhiều vô số kể. Lễ hội tan tác rối ẩm cả lên. Hàn Uy nắm lấy tay của cửa dài chen giữa đám người, luôn lách để thoát khỏi nơi này. Nhưng hai người đã sớm trở thành tâm điểm của lễ hội, chỉ sợ là đã bị nhắm đến đi cựa dài ở trong lòng một trận kinh hãi chỉ biết chạy thuộc mạng ở đằng sau lưng của hàn uy nhưng cơ thể của cô đột nhiên bị kéo tuột về phía sau hàn uy bị biến mất ở trong đám đông bàn tay nhỏ bé của cô được một đôi bàn tay to ấm áp bao trọn lấy ra sức kéo cô chạy rồi cả cơ thể của cự dài bỗng nhiên bị nhấc bổng lên lao vun vút qua một ô cửa sổ nhỏ cần cầm cầu cả hai cùng nhau lao vào trong hầm rượu cửa dài ngã xuống nhưng không cảm thấy đau đớn, ngược lại cảm thấy mình đang được ai đó ôm chặt vào trong lòng. Cô cùng người đàn ông kia đứng dậy vội quần áo, nhưng mọi động tác, mọi giác quan tế bào đều bị ngưng lại khi cô nhận ra người đàn ông trước mặt mình là ai. Một chuỗi cảm xúc chạy qua người của cô, tuy cả hai đã đeo mặt nạ, nhưng nếu nói không nhận ra đối phương trước mặt là ai thì chính là điều không thể. Ngạc nhiên, bối rối, có một chút vui mừng bởi vì hắn đã đến, có một chút buồn vì hắn không nhớ ra cô cuối cùng cô lựa chọn sự lạnh nhạt để đối mặt với người đàn ông trước mặt này cảm ơn anh nhưng lại nói vừa dứt thì tiếng súng nổ bên tai lại vang lên cả hai đứng quá lộ liễu trước cổ sổ thiên yết nhanh chóng kéo cửa dài vào bên trong lách qua thùng rượu rồi dùng cả cơ thể cường trắng của mình bao trùm lấy cô hơi thở dồn dập vì sợ hãi của cửa dài, liên tục phà vào cổ của thiên yết chỉ cần là một cử động nhỏ của cửa dài cũng đủ làm cho hắn kích dục cửa dài à ừ cô điều tiết lại hơi thở của mình đi đừng động cô phải biết là tôi cũng phải là người có sinh lý bình thường cửa dài không chịu màu nóng trong người đột nhiên nổi lên hắn không nhớ ra cô nhưng lại chạy đến đây để cứu cô đây là cái tình huống gì thiên yết ơi là thiên yết người đàn ông này làm cho cô thích hắn thực là mê đắm mà chính cô cũng cần phải công nhận nhưng sợ vào cái gì hắn ôm lấy cô nắm tay cô, tiếp xúc cô, lại đòi cô đường treo chọc hắn chứ. cự giải nổi tâm xấu, muốn chọc kẹo hắn, lại làm cơ thể của hắn sắt mình thêm một chút nữa, đem cả khuôn mặt của mình vùi vào cổ của tên yết. Đôi môi căng mọng, khẽ mấp máy tiếp xúc với da thịt của hắn, yên lên một vết son nóng bỏng vô cùng bắt mắt. Cự dài qua thực vừa rồi uống hơi nhiều đã ngả ngả say. men rượu vương vấn ở trên người của cự dài lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn kia áp toàn bộ vào cổ của hắn. Thiên Yết không chịu được, muốn ôm chặt thêm một chút nữa. Giữa hoàn cảnh bị đuổi giết như thế này, cảm giác thực là buồn cười. Cửa giải cảm nhận vòng tay kia rất chặt thêm một chút, thì vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Cô ngừng mặt lên mà nhìn tiên yết, đôi môi anh đào kẽ chạm vào môi của hắn, sượt qua tự nhiên là vô tình, mà cũng tự như là hữu ý. Chất tiệt, hắn còn không nhận ra chú ý của cô gái nhỏ sâu xa ở trong lòng mình sao? Cô thế nhưng lại càng rỡ Muốn kích thích hắn Để cho tiểu nha đầu này đắc ý Sẽ cười vào mặt của hắn đi Cỡ dài Giọng của hắn có một chút càn càn cắt tiếng gọi tên cô Ừ Giọng nói của cơ dài mang theo một chút đắc ý đáp lại Cô muốn châm lửa sao Cô có đồ trình để dập lửa hay không hả Cự dài chỉ cười ha hả nói Cùng lắm là ôm sô nước lạnh vào mặt của anh đi Hắn vừa hay không biết nên nói cái gì với tiểu nha đầu này thì xe cảnh sát đã đến. Chỉ một lát nữa thôi là có thể ra ngoài được. Hà nói cô ở yên đây, còn mình ra ngoài xem tình huống ra sao. Khi ngó ra ngoài, cảm thấy bọn khủng bố bị bắt hoặc đã chạy thoát gì đó tương đối an toàn. Tên ít nhìn vào trong ra hiệu cô đi ra ngoài. Cựa dài lật đật tiến bước, chân đi không vững. Một phần là bởi vì cô mệt, lại hơi say. Một phần là bởi vì hai chân đã dâng lên khi kêu vũ. Cũng là vì chạy thục mạng tiến Ít cúi xuống tháo đôi giày cao gót của cô ra có đau không không đau cô lạnh nhạt nhìn hắn trả lời tiến Ít hơi nhíu lông mày lại nhìn cô nói lên đi tôi cõng cô cô đôi mắt nhìn hắn bằng ánh mắt kinh dị anh không thấy tôi đang mặc váy sao hả nếu như cõng thì ra thể thống gì nữa chứ nhưng cả cơ thể của cô vẫn bị một vòng tay lớn nhấc lên ôm vào trong lòng nếu như không cõng thì tôi bế cô là được chứ gì cự dài nằm gọn trong lòng bàn tay hắn như một cô công chúa nhỏ trên đường về đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ lấp lánh của người đi đường hai cánh tay trắng muốt vòng qua cổ của hắn quần mặt kề sát nhau đến mức người nọ cảm nhận được hơi thở cùng toàn bộ mùi hương của người kia cảm giác men men lại dâng lên chết thật xem ra là cô đã quá uống nhiều rượu rồi thiên hết à anh có thể thả tôi xuống được không chân của tôi thực sự là đã đỡ đau rồi được thôi. Hắn nở ra một nụ cười ta mị, đem vòng tay săn chắc của mình thả lỏng. Cả cơ thể của cô đột ngột tụt xuống. cỡ dài theo phản xạ cắt cao ôm lấy cổ của thiên ít. Đôi môi đỏ mọng cùng cây mũi nhỏ khẽ chạm vào má của hắn. Nhưng là tất nhiên, hắn sẽ không để cho công chúa nhỏ này ngã xuống đường mà hôn đất cạp đất đâu. Nếu như muốn hôn, thì hôn vào má của hắn. cỡ dài đà mặt mà lườm hắn. Cơ thể của cô nóng lên bởi vì hương rượu. Tôi làm sao chứ? Hắn nhớ mày kêu kích, khỏe môi không nhịn được mà nở lên một nụ cười sâu hút hồn. Dù sao ở trong giới thượng lưu, anh cũng là một nhân vật vô cùng nổi tiếng. Nếu để truyền thông bắt gặp, thì lên báo trang nhất lá cải cho mà xem. Nói xong, liền tự mình cảm thấy cũng khá là đúng đi. Cái đầu nhỏ cật cù cười sung sướng. Cô thật sự đã say rồi. Tiền yết cật cù tỏ vẻ hiểu biết. Có nghĩa là cô cũng rất muốn được mầm như thế này Nhưng là sợ bọn nhà báo sao Cựa dài xuất quỳ nhập thân Rượu say đến khuôn mặt đỏ hồng nói Không, mau thả tôi xuống đi Thiên niết bắt sắc siết chặt hơn một chút Cả khuôn mặt xinh đẹp kia vùi sâu vào lòng ngực của hắn Đôi môi bạc kẽ cười nhẹ một cách thỏa mãn Còn mang theo một chút sùng nịnh. Cô gái nhỏ này uống rượu từ bao giờ rồi Mà bây giờ mới say chứ Thiên niết kẽ đặt cô ở trước cửa khách sạn Cỡ dài chân đang đau nên đành phải tiếp đất đột ngột như vậy. Liền cảm giác đau buốt từ cót tay chạy lên đến đầu gối. Xem chút nữa là đã cựu xuống. Cô thở hát ra một hơi nhẹ nhõm, đưa tay vuốt ngực rồi cười hi hi. May quá, tôi không có ngã. Nhưng chợt nhận ra, bàn tay to ấm áp từ bao giờ, đã vòng qua eo của cô nhẹ nhàng đỡ lấy cô, thì cơ dài ngần ngơ cả người. Hắn nhìn cô, biểu tình trên khuôn mặt bỗng nhiên trở nên phức tạp cỡ dài nhắm nghiền mắt cười khi cả người đồ ra vào trong lòng của hắn để mặc hắn ôm lấy cô nâng niu cô mà dìu cô đợi rồi không sao cả chỉ nốt ngày hôm nay thôi cô đang say vậy thì cứ say như vậy đi cho đến khi hắn đưa cô vào trong căn phòng tổng thống cửa phòng đóng sập lại đằng sau lưng cô vẫn còn đang bá vào người hắn tuy rằng say nhưng có một số vấn đề người ta vẫn biết được là không cần phải mở mắt chúng ta là ở chung một phòng sao? Tên ít kéo khóa váy, cởi quy áo phía sau lưng cho cỡ giải, nhét vào tay cô một cái áo ngủ, rồi để cô vào trong phòng tắm. Đúng là hầm, lúc trước ở chung một phòng cô còn không có ý kiến, hiện tại thì nên đi tắm đi. Cô bị để vào trong phòng tắm rụi rụi hai mắt, đem áo ngủ bông mềm mại vắt ở trên chỗ khăn tắm ngay ngắn ở trên giá, rồi bước lại chỗ bồn tắm cao cấp rộng lớn, đực lắt cạch men bóng láng, bàn tay nhỏ bật lên vài nước nước nóng chảy ảo ảo, hơi nước bốc lên mờ ảo cả căn phòng tắm kia. Lúc trước, ở trong một phòng không có ý kiến, hiện tại thì nên đi tắm đi. Nhớ lại lời nói lúc trước của hắn thì cỡ dài giật mình. Lúc trước ở trong một phòng ư, hắn đã nhớ lại rồi sao? Có phải là não đã thông rồi không? Cô mở cửa phòng tắm, là vội ra ngoài phòng mà nhìn quanh, không thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Cửa dại lại chạy ra phía ban công rộng thanh thang, cũng không thấy người đâu cả. Cô lao vào trong phòng ngủ Thấy hắn đang đứng ở ban công nhỏ Bàn tay cầm một ly rượu nhâm nhi khuôn mặt đẹp đẽ hoàn mỹ kia Mang theo một ý cười nhàn nhạt, nhạt, Nhìn hắn từ đằng sau lại hơi nghiêng nghiêng Khiến cho cô dững người Trống ngực trong lòng ngực của cô đập mạnh thình thịch Cô đối mặt với hắn Là nên nói điều gì đây Cơ dài tiến đến gần hắn Thêm một chút nữa Gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi long diên hương Tỏa ra mê người từ người của hắn anh đã sớm nhớ ra sao? Thiên yết hắn, chính là ngay từ đầu đã biết cô sẽ nghe được câu nói kia, rồi biết được cô bước vào phòng. Tưởng tượng ra khuôn mặt đẹp tự thiên tiên kia, ánh nên vẻ khó xử, chân chư bước đến đằng sau hắn. Thiên yết quay lưng lại, cô giật mình cũng quay lưng về phía hắn. Giờ phút này đã ngược lại rồi, cô cắn cắn môi chờ đợi câu trả lời từ phía thiên yết. Nhờ cái gì cơ? Hắn là đánh vươn ra một câu hỏi nhẹ nhàng mà thiền nhiên như kiểu tối nay ăn gì. Cô nén cảm giác hụt thẫn ở trong lòng, cô lại cắn môi, giọng lý nhí như một đứa trẻ sợ bị phạt nói. Lại nhớ ra, quá khứ về tôi và anh. Thiền yết bật cười, tiếng cười trầm thấp từ miệng của hắn, làm cho cô không khỏi cảm thấy mông lung. Hắn hơi cúi xuống nói nhỏ ở bên tai cô. Thật ra tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ là nói bừa thôi. Tôi với cô từng chung phòng khách sạn rồi sao? Cựa giải giật mình quay người lại, môi chạm vào môi hắn một dòng điện tê cả cơ thể khiến cô bất xác lùi lại một bước đôi mắt đen láy nhìn anh với vẻ không thể nào tin nổi thiên Yết nhìn cự giải cảm xúc lẫn lộn nhưng có cái gì không đúng vừa rồi hắn có kéo khóa và cởi quý áo sau lưng cho cô cái váy này vốn trễ vai, hiện tại bị cô lao từ phòng tắm chạy ra liền làm cái váy trở nên sộc xịch để lộ ra nửa non cảnh xuân lấp ló sau nội y đỏ rực như lửa sơn quay xanh gậy cảm khiêu khích Thiên nhất tự cười khô một cái. quỳ xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào của cự giải không ngừng dây dưa. Nụ hôn ngọt ngào kia lan tràn từ khuôn miệng đến trong lòng. Hắn vòng tay qua eo cô, dán sát vào người của mình, mở tay trộn sau gáy của cô nồng nàn mà hôn. Cự giải muốn lôi xuống một bước, nhưng hắn không giữ lấy cô, ngược lại tiến thêm một bước nữa. Cả hai từ lúc nào đã lùi đến độ ngã xuống trước giường êm ái. Cự giải bị hắn dụ dỗ quỷ mị, đến độ chìm sâu vào trong nụ hôn kia, rồi vô thức nhẹ nhàng đáp trả lại hắn. Hai cánh tay mảnh khảnh trắng nõn ôm lấy cần cổ của hắn. Nhiệt độ trên người của thiên ít tăng vọt. Ai đó đưa tay lượt cả chiếc váy cổng cảnh của cô vứt sang một bên. Cả cơ thể của cô chỉ còn lại bộ đồ nội y màu đỏ nóng bỏng. Hắn lại ôn nhu vút ve từng tức ra thịt trắng như sữa, mịn như tơ. Cả cơ thể đè trên người của cự giải, làm cho cô không cử động được. Chỉ có thể hào hào để mà hưởng thụ sự ngọt ngào cám dỗ do hắn mang lại. Da thịt cổ cô bởi vì thẹn thùng mà ưng hồng lên một màu mê người. Thiên yết. Cô luyến tiết rời khỏi môi hắn, cất giọng nỉ nan đến ba phần, lại để hắn quấy xuống cạm trên cần cổ trắng ngần cùng với xương quay xanh kêu gợi cổ cô. Ừ. Cởi đồ rồi không đi tắm được không? Hắn ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tím nhạt đẹp đẽ chỉ có hình dáng của cự dài giọng nói đầy mị hoặc và quyến rũ vang lên. Cởi đồ, không nhất thiết phải tắm làm việc khác cũng được mà. Tưởng cô nhất thiết đòi đi, nhưng cự dại lại bảo. Thì kiểu gì trước khi làm cái việc khác, vẫn phải tắm mà, là lô đích đấy chứ. Thế nhất vì cười, hòn rộng cửa dài một cái lướt qua, rồi bế cô lên đi vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm nước đã đầy bồn, hơi nóng lợn lờ khắp cả căn phòng, làm cho người ta có cảm giác huyền ảo lâng lâng hắn nhẹ nhàng đặt cự giải vào trong bồn tắm anh đi ra đi cô nhẹ nhàng đầy hắn giọng nói mang theo ba phần nũng nịu đúng là chết tiệt mà hắn đã định bơm tha cho cô rồi thế nhưng cô lại làm cho hắn không thể không nhịn được mà quay xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia cự giàu muốn rời ra nhưng không được đã bị hắn ngậm lấy môi nhấm nháp giữ chặt lấy tình thế phải làm sao bây giờ ngộ nhớ hắn nổi hứng làm gì cô ở trong này thì sao cự giải đưa hai tay lên tường như muốn ôm lấy cổ thiên khiết, nhưng ngược lại là bẹo vào má của hắn. Làm cái gì thế? Thì bẹo má chứ làm gì? Mau ra ngoài cho người ta còn đi thắm. Thiên Yết vì cười, trong lòng có một cỗ ngọt ngào lan tràn. Hắn đi ra ngoài cho cô gái nhỏ kia tắm. Tiểu yêu tình châm lời rồi không dám chịu trách nhiệm của hắn kia. Đêm xuống, bóng tối một màu đen sẫm bao trùm lấy vạn vật. Trong căn phòng tối om kia, có hai người nằm hai đầu giường một cách kỳ cục hai đôi mắt sáng quắc trong đêm nhìn nhau đầy ý vị. Tên ít còn nhìn cỡ dài có một chút cười vô cùng thích thú, lại mang vài phần nín cười, làm cho cô không khỏi nhớ mày. Anh rốt cuộc là cười cái gì chứ? Hắn chấp chấp mắt nói. Là nhìn em. Cô quay về phía hắn, giọng đầy dẫn dỗi tuổi thân giống như một đứa trẻ nhỏ bị bỏ chai vậy. Không nhớ ra thì đừng có mà nhìn. Cả cơ thể bỗng nhiên bị một vòng tay kéo về đằng sau, nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của ai đó. Ai đó kia ôm chặt lấy cô cất tiếng thì thầm. Em ra vờ say rượu thì tính sao? Cô nghẹn học, chẳng lẽ cô bị phát hiện rồi sao? Biết từ bao giờ? Hắn cười. Từ lúc ở trong hầm rượu cơ. Anh... Hiện tại mau ngủ ngoan đi. Sáng ngày mai tôi sẽ đưa em đi chơi quanh Venice. Cô phụng phiệu má, nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Cựa dài bước vào phòng tắm, Ngày hôm qua anh có tắm không nhỉ? Giọng nói vọng vào các tiếng trả lời. Tôi tắm lúc đêm. Tối ngày hôm qua, em tắt bình nóng lạnh rồi. Là tôi tắm nước lạnh. Anh không có ốm sao? Làm sao phải tắm nước lạnh chứ? Tiên Yết ánh mắt gian tà nhìn cô rồi nói. Em cởi quần áo nhảy ra vào lòng của tôi, ngồi hai phút, thì sẽ biết vì sao. Một phút bị kích thích, thì một phút tôi phải đấu tranh tư tưởng. Đầu của anh rốt cuộc là chứa cái gì vậy chứ? Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng thôi. Khi cửa dài còn đang đánh răng, đã thấy Mỹ Nam tuyệt thế đứng ở cửa nhà tắm, tự lưng vào cửa, ánh mắt quyên rũ nhìn cô. Tự nhiên cô lại cảm thấy ngại ngùng, cô lông cuống để hắn ra ngoài, mồm vẫn còn ngậm bàn chảy ấp á ấp úng nói. Anh mau đi ra, người ta đang đánh răng. Hắn vẫn nhìn cô mà cười nhẹ, quay mặt thoáng có một chút đùa cợt hấp dẫn chết người. Làm sao cơ? Làm muốn tôi đánh răng cho em sao? Mỗi lần không, cô lắc đầu ngoài ngoài, Ý cười của hắn lại càng thêm sâu, cật cụ tỏ vẻ hiểu biết. Sao không nói ngay từ đầu chứ? Được thôi, tôi sẽ đánh trang cho em. Nói đoạn, không để cho cỡ giải có một chút kháng cự. Thế Niết lập tức tiến vào trong nhà tắm, đứng chắn ở trước mặt cổ cô. Hắn hơi cúi xuống, một tay nâng chiếc cằm nhỏ bé của cô lên, một tay kia cầm bàn chải, nhẹ nhàng di chuyển trong khoang miệng của cô. Cỡ giải nhất thời bị nhân sắc điên đảo trông sinh của hắn làm cho dây thần kinh bị đơ. Đến khi nhận ra thì đã là quá muộn Anh Ngoan nào, chảy máu lợn bây giờ Cẩn thận không sẽ nuốt mất kem đánh răng đó Cựa dài hơi giật mình Một cỗ ngọt ngào chảy ao ao vào trong lòng Nhìn hắn thật giống như người chồng cưng chiều vợ vậy Sau đó tự bản thân thấy suy nghĩ của mình thật là đáng sợ Cô thắng rùng mình một cái Xuyết chút nước phải bọt Tiếng ít nhớ mày Ánh mắt ít nhiều là vẻ lo lắng Làm sao thế? cỡ dài đôi mắt to tròn trong suốt cứ nhìn hắn mà lắc đầu. Cô nên nói cái gì bây giờ? Đại lộ Cana Grande là mạch sao chính các con canh ở Venice, được mệnh danh là một trong những đại lộ. Hắn cùng cô ngồi trên chiếc thuyền. Cana Grande còn có ý nghĩa là canh lớn. Đi thuyền dọc theo canh lớn, cỡ dài được chiêm nghiệm những kiến trúc độc đáo của các công trình nằm hai bên bờ canh. Qua mặt cổ cô trông vô cùng háo hức, hai trong mắt sáng long lanh tỏa ra ánh sáng. Có thích không? Hán cất tiếng hỏi. Cô gật đầu giống như một đứa trẻ, lại còn nhận ra trên khuôn mặt của Thiên Yết đã sớm theo cảm xúc của cô mà nở ra nụ cười tự như gió xuân ấm áp. Cựa dài chỉ tay về một phía ngôi nhà lớn có phong cách tây Âu cổ điển. Cái kia có phải là vàng ca Orodo? Thiên Yết gật đầu nhìn cựa dài vẫy mắt tán thưởng. Đó chính là danh thượng đẹp nhất ở Venice. Đợt xây bằng đá hoa cương nhiều màu được trang trí mạ vàng ở mặt tiền. Cây cầu này thật là đẹp quá đi. Cửa dài lại đưa mắt nhìn cây cầu với ánh mắt vô cùng hâm mộ. Thật ra cô không phải hâm mộ bởi vì cây cầu này thật đẹp, mà bởi vì nó còn là cây cầu dành riêng cho những cặp tình nhân nếu như cô có thể cùng với người đàn ông mà mình yêu. Có muốn lên cầu chơi không? Hắn đã sớm nhìn ra mong muốn trong ánh mắt của cô gái nhỏ này rồi, thật đúng là lộ liễu, nhưng cũng rất là đáng yêu kia không phải là muốn lên cây cầu tình nhân với hắn đó chứ. Ai ngờ cự dài lại quay mặt phát đi mà đáp một tiếng không. Đối với câu trả lời vũ phàng ngoài dự đoán này, cụ không hề làm cho đại mỹ nam có một chút nào núng nào cả, hắn lại càng cười thú vị. Vì sao chứ? Chúng ta cũng không tính là tình nhân đi. Cô chính là muốn thử hắn sao? Khuôn mặt của Thiên ít không xa xăm một chút nào cả, chỉ gật đầu cười nói. Không phải tình nhân thì sao? Nếu như không phải là tình nhân thì không thể được lên cầu sao? cảm giác thật là hụt hẫng. Cựa dài cảm thấy mọi điều lãng mạn tốt đẹp nãy giờ, chỉ là một thứ gì đó mang tính ảo tưởng sức mạnh của cô. Hắn vốn không coi cô là tình nhân, không phải là một đôi tình nhân, thế thì rốt cuộc là cái gì? Hắn còn gật đầu cho một câu không phải là tình nhân của cô nữa chứ. Hay cho cô sáng nay, lại còn lạm nhận hắn là người chồng tốt này nọ nữa kia. Cỡ dài tức giận, nam nhân tồi tệ này, từ đầu chí cuối vẫn cô như là mèo vần chuột, Ánh mắt của cự dài nóng bỏng và dữ dội. Không phải sao? Hắn vẫn gật đầu cười, ngũ quan tinh tế đến độ làm cho người ta điên cuồng. Càng chăm thêm ngòi lửa ở trong người của cự dài, cô đợi tay tùm lấy cổ áo của hắn. Thiên Yết hơi bất ngờ, nhưng cũng mở miệng cắt một câu trêu đùa. Bé con à, em định đấm tôi sao? Lực nắm cổ áo của cự dài lại càng mạnh hơn. Cô dâng sóc kéo cổ áo của hắn về phía cô. Đôi môi anh đào chủ động cắn lên môi của hắn bởi vì mãnh liệt chiếm giữ lấy cành môi quyến rũ đầy nam tính mị lực của hắn mà cự dài không nhận ra nụ cười đều kèm theo sự thỏa mãn hài lòng không gì tả được bên môi của hắn kia thiên Yết dù là người bị đè ra để cho công chúa hôn nhưng vẫn giữ được vẻ phong độ bất phàm chiếc lưỡi đầy dụ hoặc kêu kích cự giải, làm cho cô quán quyết đến không thể nào thở nổi buông hắn đang nửa ngồi nửa nằm ra cô cục đầu luôn trên khuôn ngực rắn chắc của thiên yết đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị một cô gái cưỡng hôn đến độ kích thích như thế rồi sau đó còn mở miệng chửi thề đó cô hư một tiếng chống tay trên ngực của hắn bàn tay nhỏ bé cũng học theo hắn mà nắm lấy chiếc cằm nam tính Quay mặt nhau nhắn kênh kiệu kèm theo một chút bực tức nói nhiều giờ thì lên câu được chưa hả hắn cười trộm khẽ hôn cự dài đáp một tiếng được một màn cưỡng hôn ngọt ngào trên con thuyền gỗ hướng hồ trôi qua trong mưa xuân nhẹ nhẹ đập vào ánh mắt của hai người đứng gần đó. Quảng trường San Macaro, hay còn biết đến với kênh quảng trường Stimat, được xây dựng vào thế kỷ thứ 12, là một trong những nơi nổi tiếng ở Venice. Cỡ dài để mặc cho thiên ít ôm eo của mình, vẫn cứ thản nhiên mà ngắm nhìn xung quanh. Hình như cuối quảng trường này là nhà thờ La Mã rất nổi tiếng hay sao ấy nhỉ? Nội thất cảm đá từ trên trần xuống tận sàn nhà, có đúng hay không cả thiên ít giờ? Hắn cũng chính là phục kiến thức rộng rãi từ cái bộ não của cô. Chỉ cười mà nhắm mũi của cô sùng nịnh. Có biết đến quảng trường Macoro này thì người ta sẽ làm gì không? Tự nhiên lời ra cái nhà thờ này để làm gì chứ? Cơ dày vinh mạch nói. Thú vui tao nhã ở đây sao? Chính là ngồi ăn bánh và uống cà phê sữa cùng với người mình yêu. Câu nói thực sự là ý tứ quá mức rõ ràng. Thiên Yết chỉ cười, nắm lấy bàn tay của cô kéo ra giữa quảng trường nơi có cả một đàn chim bồ câu đang bay nhảy. đúng là ngốc. Thú vui lớn nhất chính là cho chim bồ câu ăn. mau xẻ tay ra. mà cô cũng thật là nghe lời. chè tay ra trước mặt của hắn bật tiếng cười hì hì. tiền yết bỏ vào trong tay cô một ít thức ăn dành cho chim bồ câu. Cự dài sung sướng tự như một đứa trẻ trượt kẹo. lập tức bắt đầu sụ sỗ, vỗ vỗ bồ câu béo trắng ở đây. tiền yết chỉ lặng lặng đứng nhìn nàng công chúa nhỏ xinh đẹp của mình chơi đùa với bồ câu. Công chúa nhỏ xinh đẹp ư? Chết tiệt! Hắn lần này, tổng tài không thích làm, trùm sò không thích làm, tỷ phú đại gia không thích làm lại thích làm hoàng tử sao? Nhưng mà quên thôi, công chúa của hoàng tử là chuyện cổ tích rồi, rất là hư cấu. Hắn muốn đổi lại là cự giải của thiên yết. Đúng rồi. Suy nghĩ xong tự thấy mình nghĩ cũng rất là chuẩn xác. Trên khuôn mặt yêu nghiệt của hắn khẽ cầu lên một nụ cười đắc ý đến hoàn mỹ. Cười cái gì mà ngần người ra như thế chứ Cơ dại chạy lại Vậy vẫy tay trước mặt của tiên yết Hai tay bẹo qua má trắng mịn Của siêu cấp mỹ nam mà cười hì hì Cô đang cho bồ câu ăn Lại không hiểu sao Đình đình đại mỹ nam ngồi đây thẫn người ra như vậy Hắn nhìn cho rõ cô gái trước mắt Rồi bỗng nhiên phát hiện mình phải kiềm nén Để không ôm chầm lấy người con gái này vào trong lòng Không được nữa rồi Tiên yết cười khẽ nói Cựa dài nghe xong thì lại càng ngây ngốc cái gì là không được cơ? Là em đó. Tôi thì làm sao? Em bất quyến rũ, người ta đi yêu tinh à? Cô có làm gì đâu cơ chứ? Trên cây đầu sai, cây cầu này nối liền giữa công điện Duca với nhà tù Palazzo della. Tên của nó được cho là những tiếng thở dài của các tù nhân khi ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này lần cuối cùng trước khi bị dẫn tới phòng nhốt. Cỡ dài bắt gặp một cô gái xinh đẹp cũng đang đứng lặng người trên cây cầu này. Cô lại gần mỉm cười cắt tiếng Con cầu này Dẫn tới phòng của tổ nhân đó Cô gái kia không quay sang Ánh mắt xa xăm cười tự diễu nói Tôi đang là tổ nhân Hiện tại đã bị một người nhốt đến mức Không có cách nào thoát được Cự dài không hiểu cô gái này đang nói gì Thì cả cơ thể đã đột nhiên xa Vào lòng của tiên yết Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên trên mái tóc cổ cô Không cho phép đi linh tinh Bây giờ phải trở về rồi Em có vẻ rất là muốn nhốt tôi thì phải Cô biểu môi cắt lời. Nhốt cái gì cơ chứ? Hắn cầm bàn tay của cô đặt nhẹ trên ngực mình Từ nhẹ rồi nói. Là nhốt ở đây. Cô thoáng giật mình. Nhốt ở đây là có ý nghĩa gì? Mà hắn cũng chính là không để cho cô có thời gian thắc mắc, trực tiếp kéo cựu dài rời đi. Để lại thượng quan trầm đang đứng ở trên cầu, nhìn theo mới một loại ánh mắt vô cùng phức tạp. Này tiên yết, anh thật sự đã bao cả nhà hàng đấy à? Hắn gật đầu, đôi môi khẽ cầu lên một nụ cười nhẹ mê người. Cỡ dạy thoáng giật mình, không thể phủ nhận là cô thích hắn. Nhưng là vì sao hắn cứ như thế này, thì cơ thể của cô sẽ tăng lên nhiệt độ chứ. Cô lắc đầu ngoài ngoại, bàn tay bỏ dĩa xuống. Cô với người lên chỉ ngón tay vào chóp mũi của hắn với giọng điệu ra lệnh. Không cho phép cười. Tiền ít hơi lùi về phía sau, ngón tay nhà trắng mút của ai đó trượt một đường, rơi xuống cánh môi bạc quyến rũ hắn thận tuyện cắn nhẹ trên ngón tay của cô làm sao lại không cho cười chứ cười nhìn rất là xấu cô nhăn mặt lại trả lời thiên yết vẫn còn buông ngón tay của cửa dài trong miệng của mình ra giọng điệu vô cùng sụt hoặc vang lên như thế sao chứ không phải là bởi vì tôi cười quá mức đẹp cho nên làm cho em bị kích thích chứ cửa dài nghẹn họng trừng mắt để mà nhìn hắn đi ăn với người quá mức đẹp trai thì sẽ không được ăn ngon không hề có ý thích kích thích cảm giác thị giác như mấy người ở trên mạng nói. Đúng lúc này, điện thoại của tiên yết đột nhiên rung lên mãnh liệt, làm cho chính hắn cũng không để ý điện thoại có thể rung mạnh như vậy. Cựa dài trời sinh cảm giác thứ sáu không hề tệ, cô lập tức chú ý, chuyển sang cuộc gọi của hắn, bá đạo ra lệnh nói. Bật la lên. Hắn không kiên kỵ cười cười gật đầu rất là đơn giản, rồi ấn nghe bật la ngoài. Tầm tài à, bên tập đoàn CCR tối ngày mai, sẽ có một bữa tiệc nói là nhất định phải mời được chủ tịch và tập đài thiên yết tài việt đến vừa rồi cho người đến còn đưa qua rất là nhiều thứ ạ à? nhất định phải được mời ư được rồi tôi biết rồi cậu cứ nhận lời đi tôi vốn đang ở venice rồi sáng sớm ngày mai sẽ bay đến rome bảo chủ tịch hãy yên tâm cỡ dài cười thú vị mà nhìn thiên yết có biết ngày mai ở rome sẽ có cái gì không hắn nhớ mày nói em thử nói xem đôi mắt to đen lái hiếu của cỡ dài thoáng qua một tia cảnh giác sàn lẫn với lạnh lùng khó nói. Chính là lễ hội Vatican. Từ sáng sớm, Thiên Niết đã cùng với cự giải lên máy bay, tạm biệt thành phố Venice thơ mộng. Từ suốt chuyến bay, cô thật sự cứ tiếc ngẩn ngơ, làm cho hắn cảm thấy tội lỗi. Vô sĩ nên để cho cô chơi vài ngày ở thành phố kênh rạch lãng mạn này, nhưng mà... cự giải à? Ừ, mắt của cô vẫn nhìn qua cửa sổ máy bay không chấp, về tiếc nối hơi buồn thấp thoáng qua ánh mắt kia. Nhìn thật sự rất đáng yêu nhưng cũng rất là đáng thương. Hắn cất tiếng thở dài nho nhỏ rồi bá đạo ra lệnh. Nhìn tôi đi. Cô ngước đôi mắt đen lái to tròn mà nhìn Thiên yết. Lại làm đôi mắt tím nhạt sâu thẳm kia kẽ dao động. Thiên yết nhẹ nhàng nâng cầm của cửa dại lên. Nhớ mày, đôi môi bạc mỏng hé mở. Cảm thấy tiếc thành phố Venice sao? Tiếc, cô gật đầu. Muốn ở lại sao? Hắn tiếp tục hỏi. Ừ. Cô lại gật đầu. Hắn cười nhẹ một cách san manh, đem cả khuôn mặt của mình vùi vào cái cần cổ trắng ngần cờ cờ dài rồi cất tiếng thì thầm. Thế nếu như ở lại Venice mà không có tôi, thì còn muốn ở lại nữa đó hay không? Cô thoáng giật mình, ánh mắt sao động một cách mãnh liệt, rồi đột nhiên nở ra nụ cười đáng yêu, nhìn xuống tại mỹ nàng đang làm loạn ở cổ của mình. Không muốn, anh ở đâu thì ở đó. Hắn đắc ý mà nhìn mỹ nhân mỉm cười đến thành phố Rome vào lúc 8 giờ sáng. Trở lại thành phố Vĩ Hành, cỡ dài ở trong lòng đột nhiên dâng lên một chút sợ hãi, trống trải vào cô đơn. Hai người đều đã ở đây, nhưng chỉ có một người nhớ được kỷ niệm thì phải làm sao bây giờ? Tên Yết luôn rất là tinh ý. Thường trường và giới ngầm đã tôi luyện cho hắn trở thành một con người luôn nắm bắt được ý nghĩa của người khác, lại làm cho người ta không có cách nào nắm bắt được chính mình cô cũng sợ chính bản thân mình không thể nào hiểu hết về hắn được. ngồi nhâm nháp lê rượu vang, cô chợt cảm thấy có một ánh mắt từ đằng sau nhìn mình, nhưng rồi lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thiên nhất đến chi nhánh tập đoàn ở Rome rồi, nên cô mới ngồi ở đây. Casar, tôi không nghĩ là một mình cô lại ngồi uống rượu vang ở một quán cà phê ngoài trời như thế này. cô thích quảng trường tây ban nha sao? giọng nói này cảm giác thật như là quen thuộc cờ dài lập tức quay đầu thì nhìn thấy một khuôn mặt hoàn mỹ Ngộ quan tinh tế hơn cả nữ nhân cô nở nụ cười hàn uy anh làm sao lại ở rome chứ hàn uy chỉ cất tiếng cười nhẹ có thể nói rome mới là nhà của tôi cô gái ạ à? Và rồi ở venice tôi đã để ý đến ít tổng có vẻ hình như là người yêu của cô thì phải cô làm động tác mời hàn uy ngồi xuống đối diện rồi tiện tay rót cho anh ta một ly thiên yết ư là người tôi yêu nhưng lại không phải là người yêu tôi. Cô nói rất là khó hiểu, nhưng cũng rất là dễ hiểu. Tôi đây rồi, không nói đến chuyện này nữa. Vì sao anh lại đến Rome? Và vì sao lại ở đây? Tôi đến đây để tìm người. Hàn Uy nhún vai nói. Ánh mắt của cửa dài hiện lên một vẻ thích thú. Thì ra anh đã có người thương. Không biết người anh tìm là cô gái như thế nào nhỉ? Là một người rất sống cô. Cửa dài qua thực là không hiểu. Cũng là không muốn hiểu và cũng không cần thiết phải hiểu từ sáng cho đến xế chiều. Cô đi lang thang quanh những đài phun nước, những đại lộ quen thuộc hai người đã từng đi qua. Dừng chân tại một vài nơi cho bồ câu ăn, rồi sau đó tùng số ước nguyện một vài điều đơn giản. Đi lang thang trên những vỉa hè, có những cột đèn đơn điệu cổ điển, nhìn những chiếc xe chạy qua phố, những chiếc xe Vespa cổ điển hay Benla điệu đà, công viên rộng rãi với những chiếc ghế đá đơn giản ở bên cạnh một cây to nào đó. Cuối cùng, cô ngồi tùy tiện trên một bậc thang ở quảng trường Tây Ban Nha, lắng nghe tiếng đàn vi ô lông, nhìn hoàng hôn dần dần buông xuống. Đằng xa xa, có hai người đàn ông dung nhan tuyệt thế đang đứng ở bên cạnh nhau. Một người quyến rũ lạnh lùng bá đạo, còn một người có khí chất vương giả tôn quý. Cậu đi theo cô ấy từ sáng đến giờ, nhưng cô không chịu xuất hiện trước mặt của cô ấy sao? Hàn Uy à, tôi đang không hiểu là anh đang đi theo tôi, hay lại đi theo cô gái kia đó. Hàn Uy cười nhìn hắn. Thật xin lỗi. Tôi cũng chỉ coi cỡ dài như một người quen biết. Tôi không có hứng thú với cô ấy. Thiên Yết à lên một tiếng, rồi nhìn về phía một cô gái khác cách đó không xa. Một cô gái toát ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo khó cần. Vậy thì hứng thú của anh là thượng quan trầm sao? Nhưng thượng quan trầm lại chỉ có hứng thú với anh. Yết tổng ạ. À. Lại như vậy sao? Đợi đến tối nay, anh sẽ biết thôi. Cho đến khi Hoàn Y đã lên xe mà rời đi thật xa, hắn mới bình tĩnh mà chậm chậm bước đến gần cô gái trước mặt, tưởng bước tới gần cô hơn. Đôi mắt trong veo có một cận sóng kia đang chăm chú nhìn hắn. Chào anh. Chào em. Hắn cười. Rồi cả hai cùng im lặng, nhìn nhau không nói gì cả. Thời gian như là ngừng lại. Trái đất tự như là ngừng quay. Mặt trời cũng tự như ngừng lặn. Tiền nắng yếu ớt vương trên khuôn mặt và mái tóc của cô. Tiền ít chè tay ra nói. Chúng ta đi chứ. Tôi muốn hỏi anh một câu. Giọng nói của cô nghe vương vấn một chút buồn, một chút mê mang gì đó. Hắn gật đầu nhìn cỡ dài, chờ đợi câu hỏi của cô. Anh có thật sự thích tôi không? Hắn im lặng. Cho đến bây giờ hắn vẫn không hề trả lời câu này này. Hắn không thể trả lời và cũng không nên trả lời. Nhẹ nhàng buông bàn tay đang cực ở giữa công trung hắn nói. Điều này không phải như là tôi nghĩ. Cũng không phải như em nghĩ. Chúng ta đều không nói trước được điều gì cả. Hắn vĩnh viễn, viễn sẽ là không nhớ ra cô ông trời đã sắp đặt cả rồi cựa giải vân tay cầm lấy mấy đầu ngón tay của hắn kéo đi rồi nói đi thôi muộn rồi đó về đêm khung cảnh ở rông lung linh mà huyền ảo giống như trong một câu chuyện cổ tích thần thoại vậy có lẽ cũng chính vì thế mà nơi đây được mệnh danh là thành phố vĩnh hằng và một danh tự rộng lớn lộng lẫy ở ngoài ngoại ô tiếng đàn nhạc tiếng người nói chuyện rộn xã người người đều là những người nổi tiếng trong giới thượng lưu, mọi thứ đều vô cùng xa hoa. Một chiếc xe con Lamborghini màu trắng tuyệt trần, dừng lại ở trước sinh thử, thì nết cầm tay của cự giải bước ra. Hiện nhiên hai người đã trở thành tâm điển của bữa tiệc tối nay. Cự giải mọi ngày luôn là một cô gái thuần khiết tự như nữ thần. Hôm nay trong bộ đầm đỏ rực lửa, ôm sắt lấy đường đường cong quyến rũ trên cơ thể của cô. Đôi mắt được kẻ kỹ càng, cùng với đôi môi son màu đỏ hút hồn. Hắn đang không hiểu sự thay đổi của cự giải. Hai người đến rồi sao? Mau vào trong đi. Nơi này tổ chức cũng là nhà của tôi luôn. Cứ tự nhiên nhé. Thượng quan trầm với bộ đồ đầm đen xẻ đùi, táo bạo không kém phần mị hoặc huyền bí đích thân ra đón. Cự giải cũng chỉ cười. Chào trang tổng. Hãy phải nói là thượng quan trầm đại tỷ của tôi đây? Thiên yết thoáng chấn động. Từ bao giờ thì cô biết được thượng quan trầm là chị ruột của mình chứ? Nhanh như vậy đã biết tôi là trầm Tổng rồi cơ hạ em gái. Không dám, tôi cũng vừa mới biết đây thôi. Nói đoạn cửa dài thân mật quắc lấy cánh tay của Thiên Yết rồi tình tứ đi vào bên trong. Sự thay đổi từ lời nói cho đến ánh mắt của cửa dài làm cho Thiên Yết trầm ngâm. Mọi người trong bữa tiệc đều đến chào hỏi Thiên Yết cùng với cửa giải Cũng có nhiều người đặt ra câu hỏi cô và hắn có mối quan hệ như thế nào. Nhưng cả hai chỉ khéo léo cửa trừ rồi chuyển chủ đề. Tên Niết bỗng nhiên cảm thấy ức chế, bởi vì mọi con mắt của đàn ông trong này đều đổ về phía hai chị em thượng quan. Qua cha mẹ của tôi một lát, cảm thấy như thế nào? Được thôi, tôi sẽ chiều em. Hắn mỉm cười nhìn cô nói. Một người phụ nữ sáng người cao rong rỏng, khuôn mặt vẫn là trẻ đẹp, dù trong ánh mắt của bà đã là một người phụ nữ ngoài 50. Cả người bà toát ra vẻ cao quý, có lẽ thượng quan trầm thờ hưởng từ bà điểm ấy. Nếu như vậy, chỉ có ba tôi chết, chứ chủ tịch thì không chết sao? Một giọng nói mềm mại của cự giải vang lên ở bên cạnh đường chủ tịch CCR. Đừng hân liên mẹ của cô. Bà quay sang nhìn cô, ánh mắt thoáng sao động. Người con gái thứ hai này của bà quả thật rất sống cha của nó. Ta nên gọi con như thế nào đây? Cô nhún vai. Cancer. Tên tiếng Anh luôn dễ dùng hơn cho những người không quen biết nhau, thưa bà. Đứa con gái của bà, bây giờ đứng trước mặt bà, và nói rằng xương khô cancer bởi vì là người không quen biết ư nhưng thật sự là không quen biết sao đừng hành liên chỉ uống một ngụm rượu mà nói với cô ccr chính là viết tắt của cancer crap điều đó cũng không chứng minh được điều gì thưa đường chủ tịch cancer à không phải con cũng được sống một cuộc sống thiên kim lúc ở nam Công Gia sao hơn nữa lại có cả lệnh hồ ra che chở ít tổng có đây làm sao con lại nói chuyện với ta như thế chứ Mẹ của cô khi đã nói với cô như thế Thì đã được một lời định Cô cũng không hề cách xáo mà đáp trả lại Ý ra tôi cũng không giống bà Tôi chính là thật lòng yêu ít nha Nhìn cỡ dài lúc này đầy vẻ cợt nhả Nhưng còn bà Chỉ coi bố tôi là một công cụ ấm dùng thôi Đừng hân liên lít nhẹ cười một cái Không phải con cũng nằm dưới người đàn ông này Mà trên gì rồi chứ Bà nhìn thiên yết Cự dài càng lúc càng cảm thấy muốn buồn cười Bàn tay nhỏ lập tức cởi hai chiếc khuy áo của hắn ra chỉ chỉ. Bộ bà cũng để ý đến con rể của mình sao? Mỗi lần cùng ít cũng là thỏa mãn vô cùng đó. Cô vẫn muốn tiếp tục trêu chọc bà, nhưng đáp lại sự đùa dẫn của cự giải chỉ là một câu nói. Xin lỗi con rể à, ta đến có hai người con gái cơ, là chồng của ai thì chưa biết được nhỉ. Trải qua mấy tiếng đồng hồ tiệc đã sắp tàn, sự cảm của cô lại càng có điểm gì đó không đúng. Bất chợt đường hân liên bước lên giữa khán đài bàn tay cầm một chiếc micro, giọng cô ba trầm lắng vang lên giữa cả đại điện. Tôi chính là chủ tịch của CCR, muốn công bố với các vị, lệnh ổ thiên yết sẽ là con rể của tôi. Đừng Hàn liên và phu quân của con gái duy nhất của tôi, tự quan trầm. Cả bớt tiệc dường như là bùng nổ, vô số lời chúc mừng vang lên, cũng có rất nhiều lời bàn tán. Cựa dài gần như là dững người, nhưng cũng có một ý nghĩ, ngã rẽ tương lai của cô đã đến rồi cự dài chợt phát hiện ra một điều thiên yết không có ở bên cạnh mình cô vội chạy đi tìm thiên yết cô nhất định cần phải tìm ra anh ở cuối hành lang có một căn phòng nhỏ cô ngờ cửa phòng mà lao vào bên trong căn phòng nhỏ này bày bạch đồ đạc rất là bình thường là phòng của một cô gái không thể tin nổi trong một danh thự khổng lồ lại có một căn phòng giản dị như thế ở trên tường treo một chiếc ảnh rất lớn mà cô gái xinh đẹp kia chính là thượng quan trầm chị gái của cô trên bàn trang điểm có một bức ảnh được lồng khung đã được úp xuống. Cô tò mò tiến lại gần. Khi bức ảnh được dựng lên, cự dài gần như không thể tin vào mắt của mình. Lồng ngực của cô siết chặt lại. Có một thứ gì đó vỡ òa ở trong cô. Vì sao trong bức ảnh, lạ là hình ảnh của tiên yết đang cười thật tươi. Ánh mắt dịu dàng ấm áp ở bên cạnh thượng quan trầm chất. Cô nhìn xuống chiếc ngăn kéo hé mở. Bên trong đó còn có không biết bao nhiêu hình ảnh của bọn họ hẹn hò hôn nhau, thậm chí còn có bức ảnh của hai người chụp chung giường. Đằng sau bức ảnh chụp, hai người ở phép fan có ghi. Yêu anh nhất, lãng mạn. Anh vì sao lại yêu em nhiều như thế cơ chứ? Cảm ơn vì nụ hôn ở đó. Cô đã xem được chưa? Hả em gái thân mến. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt ở cửa vang lên làm cho cửa giải quay phát người lại. Thượng quan trầm. Em gái à? Tự tiện vào phòng của người khác xem đồ là không tốt đâu nụ cười của thượng quan trầm có phần chua xót xỉu cợt mỉa mai Cựa dài phải cố gắng lắm để mà giữ bình tĩnh kiềm chế con tim sắp nổ tung ở trong lồng ngực của mình kiềm chế hai hàng nước mắt không lăn xuống thượng quan trầm ít nhiều cũng phục sự bình tĩnh của em gái mỉm cười lạnh lẽo nói có biết thiên yết đang ở đâu không ở đâu nét mặt của cựa dài không thay đổi chỉ có thượng quan trầm là càng lúc càng tỏa ra sát khí sực mùi nguy hiểm Cô ta đưa cho cửa giải một ly nước rồi nói Uống nó tôi sẽ nói cho cô biết Tối nay cỡ dài quả thực đã uống quá nhiều. Cô càng định uống thêm nữa. Cô sẽ không giữ được phong độ và hình tượng của mình. Nhưng bây giờ mọi thứ xung quanh đối với cô đã chẳng còn có ý nghĩa gì cả. Được, tôi uống. Cửa dài cầm là một ly nước rồi uống một hơi cạn sạch. Cơ thể của cô bắt đầu biến hóa. Hơi men nồng đượm làm cho cỡ dài cảm giác lăng lăng. Thượng quan trầm chỉ cười mà không nói gì cả. Trực tiếp đem chiếc móc quần áo ở trên tường xoay nghệ một cái. Một chiếc giá sách được mở qua một bên. Bên trong mật thất này đèn điện vô cùng sáng sủa. Ở phía cuối gian phòng, tiền yết ngồi trên một chiếc ghế lớn. Hai tay ở trên thành ghế bị khóa lại. khuôn mặt lạnh lùng bá đạo mang theo vẻ thâm trầm, hắn cất giọng. Cỡ dạy à? Tôi chỉ muốn nói với em ba chữ. Tin tưởng tôi. Thượng quan trầm rất là tự nhiên ngồi trên đùi của hắn bàn tay toan dài vớt ve khuôn mặt tinh tế hoàn mỹ kia mà cất tiếng cô còn không hiểu sao thiên yết chính là người yêu cũ của tôi cho đến giờ vẫn sẽ là người yêu của tôi sở dĩ anh ấy đối với cô như vậy là bởi vì cô giống tôi anh ấy muốn trả thù tôi đã bỏ anh ấy cô căn bản cũng là nhờ được tôi mà có ít ngày ở bên cạnh thiên yết thôi cựu dài bình thường sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng thống khổ bởi vì lời nói của cô ta nhưng bởi vì cô đang say cảm ơn có chịu cô đã không còn cảm thấy đau đớn nữa. Cự dài cười đến yêu mị, cơ thể của cô nóng lên như có lửa đốt, cô bước từng bước đi về phía hai người kia. Cô cho Xuân Duyệt vào rượu sao? Thượng quan trầm cất tiếng cười man rợ. Thuộc hạ của tôi, hoặc mấy thằng vệ sĩ sẽ, sẽ giúp cô giải dược, yên tâm đi. Thật đúng là ngu đần. Cô nghĩ mấy thứ Xuân Dược hàng lậu này sẽ làm gì được tôi chứ? Cô quên mất một điều rằng thượng quan trầm này. Chính là một nhà khoa học triển vọng nhất quả đất này sao? Hả ngồi chị ngu đần này dòng họ thượng quan, tôi chính là người thừa kế duy nhất, giác quan thứ sáu nhanh nhạy đó. Thì cô làm gì được chứ? Thượng quan trầm vẫn không hề lay động. Cô ta cầm một ly xuân dược kề vào bên môi của thiên yết. Rượu bắt đầu chạy vào môi của hắn. Cơ dài chạy đến hất văng ly rượu. Bay ra sàn, mút lấy môi của hắn. Lấy hết rượu trong khoang miệng của thiên yết. Cô nhấm nhấp hắn cho đến khi mặt đỏ cắt mới buông ra. Xin lỗi thiên yết, nhưng mà... Nhưng mà sao chứ? cho dù đang bị xích chân tay nhưng hắn vẫn ôm dung những mảy thích thú cô đưa mắt nhìn thượng quan trầm thế nhưng lại nở ra một nụ cười đáng yêu lời nói dành cho Thiên yết vang lên nhưng mà có vẻ như lão thiên gia đã sắp đặt cả rồi anh chính là nam nhân của tôi một luồng sáng kỳ lạ lóe lên cửa giải cùng Thiên yết hoàn toàn biến mất trước mặt của thượng quan trầm thật là xin lỗi nhưng hình như có một chút nhầm lẫn gì ở đây thì phải có một giọng bà lão hiền từ vang lên giữa bàn tiệc thiếu ba nhân vật chính mọi ánh mắt đồ dồn về phía chủ tịch lệnh hồ tài việt cũng là bà nội của thiên yết Đường hân liên hơi khựng lại nhìn xuống bà lão đang đứng cười ở giữa điện kia chủ tịch bà muốn nói gì chứ tôi muốn nói là cô nhầm lẫn rồi đời này tôi chỉ nhận một đứa cháu rau duy nhất chính là thượng quan cự giải thôi Đường hân liên hưng một tiếng chuyện hôn nhân của cháu trai bà làm sao bà được quyết định chứ họ nợ ít tổng lấy vợ chứ đâu phải là bà Lão bà cười kha kha một tiếng rồi nói Ta biết các người đã có sắp đặt cả rồi Nhưng sự sắp đặt này ngay từ đầu đã là sai lầm Tôi muốn bắt gặp Cảnh tượng thượng quan trầm cùng ít nhi nhà tôi lên rừng sau Cỡ giải đã cùng ít nhi bỏ đi mất rồi Cô còn công bố cái gì nữa đây chứ Chủ tịch Cỡ giải là con gái của tôi Ít nhi lấy ai trong hai người đó cũng đều trở thành con rể của tôi Là hậu bối của tôi cả Lão bà nghe xong thì lại càng cười vui hơn Tôi khuyên cô Không nên nói lý và quyền lợi nuôi con với một cựu luật sư đi giới luật sư sẽ không ai không biết lão yêu bà vừa mới nghỉ hưu đâu thượng quan trầm thẫn thờ kinh ngạc hai người sống sờ sờ ngang nhiên biến mất trước mặt của cô ta trước mặt tối sầm lại thượng quan trầm ngất lịm đi. ôi trời ơi vương gia vương phi hai người đi đâu làm thuộc hạo tiềm mãi của công ra vương gia vương phi làm sao hai người lại ăn mặc như thế này một nam nhân siêu cấp đẹp trai nhìn thấy hắn và cựa sảnh ngã xuống trước tầm cung mà y đang đứng canh gác thì giật mình hoảng sợ ôi trời ạ à, hai người không phải là vừa từ cái nước tây âu gì đó mà quay trở về đây chứ vừa ra mau đưa vương phi đi thay y phục đi thiện tại thiện thai rồi tên yết để ý mình đã bị xuyên về thời cổ đại lại còn trở thành một nhân vật tầm cỡ mới khốn cổ chứ hắn vất tay bảo người thuộc hạ kia lôi đi rồi trực tiếp bế cự giải vào trong tầm cung chân của tôi có bị gãy đâu mà anh phải bế chứ hắn bỏ qua lời kháng nghị của cô đặt cô trên chiếc giường lớn trong tầm cung mà cười khẽ. Chân thì không gãy, nhưng em sai rồi. Mà không phải như thế này. Nương tử à, Nặng say rồi. Ai là nương tử của anh? Cửa dài hết đôi giày cao gót đi. Mái tóc đang vắn cao cũng thảm mà đỡ nặng đầu. khuôn mặt ửng hồng lên bởi vì xuân dược. Vậy rồi ai còn tuyên bố tôi là nam nhân của em chứ? Hắn thuận tay cởi chiếc áo vest đắt tiền vứt qua một bên. Tắt nắn đi. Cô bá đạo ra lệnh. Bảo bối à, em muốn làm gì đây? Làm việc người lớn cần làm Bộ anh không thấy bản cô nương đây đang trúng xuân Dực hay sao hả Không cần phải tắt nến Cự dài bực tức giật vắt cái rèm Ở bên giường đưa cho hắn Giọng được mùi vị tình dục Chắc chắn xuân Dực đã ngấm rồi Nhưng mà bảo bối của hắn cũng rất là kiên cường Xé ra Hắn cũng nghe theo lời phân phó Xoẹt một tiếng, tiếng xé rách vang lên Cự dài đến gần hắn Kéo hắn ấn ở trên giường Đem áo của hắn cởi ra vứt ra sàn Thiên Yết nở ra một nụ cười thích thú, để mặc cho tiểu nương tử này muốn làm gì thì làm, để xem xem cự giải cô có bản lĩnh đến đâu. Ai ngờ cô buộc tay hắn vào đầu giường, bực thật là chặt, rồi sau đó liền đem nốt cái quần tây âu phục cởi ra mà quăng xuống sàn, để lộ ra cơ thể vô cùng hấp dẫn, bụng sóng muối săn chắc, đôi chân thon dài cùng bắp đùi săn lại. Không biết là cơ thể của anh lại đẹp như vậy đi, cô cười nói. Về thích thú mãnh liệt, hiện rõ trong con mắt của Thiên Yết hắn nở ra một nụ cười sự hoặc. Có thích không? Cô gật đầu đáng yêu. Vậy thì em cũng nên thoát ý đi chứ. Được thôi. Nhưng một màn thoát ý của cô sẽ không đơn giản như là hắn tưởng. Hôm nay cô phải hào hào để cho hắn biết ai mới là nữ chủ nhân của tên sổng nam đáng ghét này. Với lại cô có rất nhiều điều muốn hắn khai ra. Cơ dại lại cần tiên ít đang bị trói ngồi ở trên giường. Cô xuống dùng chiếc lưỡi mà hôn lên cánh môi của hắn vẽ ra đường vẽ trên nét môi bạc quyến chỗ kia, sau đó chui vào trong khoang miệng, tìm lưỡi của hắn để mà đùa dẫn. Cỡ dài đem hai chân của hắn tách ra, cô đưa đầu gối vơi vào chỗ giữa hai đùi của hắn, nhẹ nhàng kích thích vật nam tính nóng bỏng. Em, chết tiệt mà. Hắn bị cờ dài làm loạn, đã dầm máu nóng lên đến tận đỉnh đầu rồi. Không ngờ cô lại to gan như vậy, cơ nhiên đùa dẫn hắn. Cô bắt đầu kéo khóa váy, để bộ váy xuống đến tận eo để lộ ra bộ ngực căn tròn no đủ sau lớp nội y màu đỏ quyến rũ tên ít à chân của cô ra sức hoạt động kiêu khích nhiệt thiết dưới chân của hắn nói cho em biết người trong ảnh chụp với cô ta là ai vừa dứt lời xong cô cởi nốt chiếc áo của mình xuống đất để lộ ra một cơ thể hoàn mỹ nóng bỏng hắn kiềm chế hơi thở cấp cấp của mình lại cất giọng khàn khàn là anh ghép cô thỏ tay ra phía sau nội y Cờ chiếc áo lót vứt qua một bên đôi tuyết lê trắng muốt hiện ra hoàn toàn trước mặt của hắn Cờ dài ôm lấy cổ của hắn cơ thể khẽ dính chặt vào lồng ngực của hắn như thế nào là bị cô ta bắt sao cô vừa nói vừa để chóp mũi của mình chạm vào chóp mũi của hắn cảm nhận được bộ ngực mềm mại kia kẽ biến hóa rõ ràng trên cơ thể của mình có đỉnh hoa cao ngút kia khẽ sượt qua quân ngực của mình tiền yết hắn chưa bao giờ bị một nữ nhân kích dục mãnh liệt như thế là hàn uy hắn cũng là người có hàng thất Italia. Tôi bị bàn lén, là đạn gây tê. Cự dài hài lòng, thưởng cho hắn một nụ hôn nồng nặc mùi rượu, hương vị tình dục lan tỏa. Tiên ít ngậm chặt đôi môi cổ cô không muốn buông ra. Hắn ở ra độ cười ta mị, đưa một chân cắp lấy cơ thể mảnh mai của cô, giám sát vào người của mình, giọng nói phản phần vụ hoặc vang lên. Cô bé à, nếu em không cởi trói cho tôi, thì em sẽ rất là thảm đó. Cô bị dính chặt vào người của hắn không rời ra được. Xuân dược càng ngày càng mạnh Hơi thở bắt đầu trở nên không ổn định Tất nhiên là sẽ không nha Bảo bối à Em chết đến nơi rồi vẫn còn cứng đầu sao Vừa mới dứt lời tay phải quán giật mạnh một cái Tấm rèm rơi xuống Ai đó dễ dàng cởi trói Lập tức quay người đặt cỡ dài xuống dưới thân mình Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống cần cổ của cô Rồi tiến đến xương khoai xanh cởi cảm Cuối cùng là dừng trúc bầu ngực đầy đặn mê người Cỡ dài khẽ cỡ quậy Tiếng riêng rỉ nhỏ bật ra Lại càng đốt thêm lừa tình trong lòng của hắn Bàn tay không yên phận luôn xuống hoa viên bí ẩn không ngừng an ủi nó Anh, anh mau dừng lại Muốn tôi dừng lại sao Nhưng em sẽ rất là khó chịu đây bé ngoan à Hãy ngoan ngoãn một chút đi Nói đoạn Một tay của hắn cầm lấy chân cô gắt ở trên vai Chiếc lưỡi bắt đầu làm loạn Ở nơi nhạy cảm Cựa dài cảm giác máu nóng dồn hết ở trên cơ thể bàn tay luồn vào mái tóc của hắn không ngừng xen gì. Hắn cũng biết, cô một phần chính là bị xuân dược làm cho bị kích thích. Khẽ tách hai chân như ngọc của cô, mà chậm chậm tiến vào trong hoa viên bí mật, cho đến khi dòng lạc hồng nhỏ trào ra, cửa dài cao lên cắn vào vai của hắn. Đau! Thật là xin lỗi. Có đau lắm không? Tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng với em. Hắn thật sự là giờ khóc giờ cười, từ từ vận động trong cơ thể của cô. Cảm giác đau đớn dần dần thối lui, cửa dài cũng bắt đầu hòa theo những kích thích mà hắn mang đến. Dưới ánh nến bập bùng, tầm cung tràn ngập mùi vị hoan ái, có hai thân ảnh trần trội quấn lấy nhau, tiếng thở gấp dần dập vang vọng trong đêm khuya thanh tĩnh. Cỡ dài chớp chớp mắt, đôi mắt đen lấy mở to, cung cảnh trong căn phòng này rất là quen thuộc, thế niết đã đưa cô quay về hiện tại rồi sao? chiếc giường rộng, chăn ấm đệm êm, trên người không mặc gì, xem ra kích tình đêm qua là thật, Cô khẽ quay sang liếc mắt mà nhìn tiên Yết. Hắn ngủ thôi cũng rất là đẹp rồi. Cô nhìn chăm chăm vào đôi môi quyến rũ kia, không cưỡng đựng mà hôn chuột lên môi hắn một cái. Rồi lại cảm thấy như là chưa đủ, lại còn hôn thêm hắn một cái nữa. Bắt trước hắn, dùng lưỡi ve lại phiền môi của hắn. cửa dài nở ra một nụ cười thỏa mãn, ánh mắt lóe lên một tia lưu manh không hề xấu xém. Khi ngẩng đầu lên, phát hiện thế kỷ của cô, chính là hắn đang mở mắt nhìn cô anh anh dạy từ bao giờ tôi bị em cho ăn đồ hũ như thế này lại còn có thể nào ngủ được sao? anh không anh em gì nữa nếu như em đã châm lửa thành công thì bây giờ phụ trách sập lửa cho tôi đi hắn vừa nói vừa nhanh chóng đem cửa giày đặt dưới thân của mình rồi quế xuống cặm nhấm cái cổ của cô nhưng nhưng trời sáng rồi cửa giày nhìn non kháng nghị nói hắn nở ra một nụ cười tà mị vậy thì làm thế nào bây giờ nói đoạn cầm lấy chân của cửa dài vòng qua eo của mình. Anh, anh chậm thôi. Ngay sau đó tiếng rên rỉ ái muội lại tràn ngập căn phòng, hơi thở nồng nàn, mùi vị ân ái. Một cô gái với mái tóc đen tuyền áo mượt, xóa ngang lưng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hơi xích lên yêu mị, đôi môi đỏ mọng tràn đầy hấp dẫn. Cô mặc chiếc váy đen bó sát để lộ ra đường cong hoàn mỹ phòng tỉnh vạn trùng. Chiếc vali đen bóng lán lăn đều ở đằng sau cô. Chiếc Cadillac sang trọng đỗ lại. Cô ta tự tin ngồi vào bên trong rồi cất giọng. Để thẳng đến chỗ ít cho tôi. 8 giờ 30 phút sáng, Thiên Yết ngồi xử lý đám tài liệu mấy ngày hôm nay, đồng thời cho người dẹp hết tất cả những chuyện liên quan đến bữa tiệc tối qua. Thu hồi mọi bài viết của truyền thông, hắn không muốn cự xài phải đọc lại mấy cái này. Thưa Tổng Giám Đốc, Tiểu thư mỹ ảnh Taylor muốn gặp tổng giám đốc, hiện tại đang ở bên ngoài chờ ạ. Cô thư ký vào báo cáo, Hắn nghe xong hơi nhích môi mà phất tay Mời vào đi Mị anh tiến vào bên trong Đứng trước bàn làm việc của hắn Rồi tháo bỏ cặp kính chân sa lâu rồi không gặp Đến đây làm gì Hắn hỏi với chất giọng lạnh lùng Không thèm ngần đầu lên nhìn cô gái đang ở phía trước mặt Là như thế này Em không muốn làm ảnh hưởng đến hôn sự của anh Với cô thượng quan Em đến là để hủy hôn thôi Trần Tài Lo đồng ý cho cô hủy hôn cơ sao Nói đi muốn gì hả anh quả nhiên là thông minh mà đúng là người làm ăn có khác có đi có lại em muốn một đêm thôi em sẽ hủy hôn cô bị điên sao đúng lúc này một giọng nói thanh thoát từ phía sau cửa vang lên cựa dài qua một đêm đã trở nên quyến rũ hơn dáng vẻ yêu hoặc của một người phụ nữ cũng không kém phần hấp dẫn miệng hoặc nhìn thấy cựa dài thì nhíu mày lại thân thể của cô cũng là không tồi nhưng không sướng với ít. cựa dài ở trong lòng đã sớm bực mình với các loại đàn bà này cô lại gần thì thầm vào tai của Mỹ Anh. Không xứng cái mẹ gì chứ, cái loại như cô thì xứng sao? Không ngại nói cho cô biết, đêm nào tôi cũng triển miên với ít, tuyệt vời vô cùng, thỏa mãn vô cùng. Giường chỉ đủ để hai người nằm, cô có muốn nằm ở cầm giường xem tôi ân ái hay không hả? Mỹ Anh tức đến hộc máu, con mặt trắng bịch tức tuổi đi ra ngoài. Cái thể loại đàn bà này đã sớm nằm trong sự liệu của cự giải. Cô đi đến bên cạnh Thiên Yết nhìn hắn, hắn kéo cô vào trong lòng. Em đã nói cái gì thế? Cô hất tay quả cán ra. Nói gì thì kể tôi. Anh cũng đã có vị hôn thê rồi đó cơ à. Thế mà tôi còn không biết cơ đó. Dài dài à, em... Đến bao giờ thì tổ chức hôn lễ. Nhớ gửi giấy mời đến năm Công gia và tượng quan gia. Tôi nhất định sẽ đến. Nói đoạn rồi cửa dài đi ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại. Tiền yết trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật đáng ra hắn nên giải quyết việc này. Trước khi cùng cửa dài có quan hệ. Cô bỏ đi rồi. Ngộ nhớ lại đi linh tinh thì hắn biết đi đâu để mà tìm đây. Thật sự mong hắn cưới người khác đến như thế sao? Alo, này, có chuyện gì thế? Sư tử ngấp ngắn ngấp dài, đáp lại cuộc điện thoại đã phá ngang. Chờ tớ gặp nhân mã đi. Ở đầu dây bên kia, sư tử nghe vậy thì nhảy dựng lên ẩm mỹ. Cậu muốn gặp vợ tớ để làm gì hả? Cỡ dài, cô ấy dội tớ. Sư tử nghe xong thì ha hả cười như điên ở đầu dây bên kia. Nguyên lai like, nằm bò ra ghế sofa để mà cười lan lộn. Hắn vẫy tay với nhân mã. Vợ à, em về cặp này. Alo, là Thiên Yết sao? Nhân mã à, làm thế nào để cỡ giải tin tôi đây? Cô ấy hết giận mới cử hành hôn lễ được. Cái này tôi thật sự là không có một chút kinh nghiệm nào cả. Nhân mã mỉm cười rồi cất lời. Cứ như thế này. Rồi sau đó đưa ra hiến kế của mình. Cửa dài nằm dài người ở trên cánh đồng cỏ ở vùng ngoại ô. Cất tiếng thở dài thần thượt. Việc này thật sự là làm khó cho cô mà. Cô biết việc hai nhà tài Việt liên hôn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thương trường thế giới. Cứ như thế hủy hôn thì chỉ sợ bên kia sẽ làm ẩm lên. Hơn nữa một chữ tín của một nhà kinh doanh rất là quan trọng. Bất giác cảm thấy mình là người xen vào giữa mỗi liên hôn này. Còn cha mẹ thiên yết sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì đây? Cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi sống ở nhờ anh họ. Cô chẳng có bối cảnh gì cả. Đúng lúc này, cô nghĩ đến người bạn của mình. Nhân mã à, làm sao nghe giọng cậu lại yêu siêu như vậy chứ? Cờ dài mặc kệ việc nhân mã không thấy gì lắc lắc đầu nói. Không cài, tớ chỉ cảm thấy tâm trạng một chút thôi. Có phải tớ ích kỷ lắm không? Bình tĩnh đã, cậu nói rõ tình hình cho mình nghe xem nào. Tớ chỉ muốn anh ấy nhìn tớ. Trái tim của anh ấy chỉ có một mình tớ, nhưng tớ rất là sợ. Người tình anh như anh ấy. Ở bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ theo đuổi, mà tớ lại không có bối cảnh, cũng chẳng biết gì nhiều cả. Tớ... Dạy à? Về cái này thì... Cựa dài dập máy. Làm sao đến bây giờ cô mới nhận ra rằng mình ích kỷ chứ? Yêu tiên Yết, cô giúp gì được cho hắn đây? Ngày ngày ở nhà chờ đợi hắn trở về sao? Cựa dài cười nhẹ rồi tiếp ngủ đi giữa cánh đồng hoang. Tiên Yết đứng cách đó không xa. Đã đem toàn bộ nghe được tất cả. Hắn siết chặt tay đến nỗi cân cốt nổi lên. Bước chậm chậm lại gần cựa dài. Ngồi xuống ở bên cạnh cô, bàn tay to gạt đi những sợi tóc rối loạn ở trên trán của cô. Đúng là ngu ngốc. Trước đây chỉ biết học và vui cười. Vì sao bây giờ em lại suy nghĩ nhiều như vậy cơ chứ? Ngừng một lúc, hắn bế cô lên ôm vào trong lòng, để mặc cho cô ngủ ngon ở trong vòng tay của mình kẻ cất tiếng thì thầm. Thật xin lỗi, là tôi đã làm cho em không đủ tin tưởng. Là tôi không đúng, em không có lỗi, mà người có lỗi chính là tôi. Chiếc xe phóng đi vun vút trên đường cao tốc, Thiên Yết lúc lái xe thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô. Lúc cửa xe ngủ thì rất là đáng yêu, hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài chốc chốc môi lại hé ra mất máy, dễ thương quá chừng. Làm sao bây giờ hắn mới có thể nhận ra là vợ của hắn lại đẹp như vậy nhỉ? Thế nhưng đột nhiên đoàn một tiếng, cờ kính xe vỡ tan tành, chiếc xe tải đằng sau đột ngột đâm sầm vào xe của Thiên Yết. Tiếng súng liên tiếp nổ lên hướng về phía xe của hắn. Thiên Niết quay xe 360 độ, vừa tránh đạn, vừa tìm ra có bao nhiêu tên bắn tỉa. Hai bánh xe đằng sau đã nổ lốp do chiếc xe tải chất tiệt kia gây nên. Bởi vì vướng víu cô nên hắn không thể làm gì. Từ ngày gặp cô, hắn không quên rằng mình cần bảo vệ cô gái nhỏ này, nhưng lại quên rằng hắn là trùm xã hội đen máu lạnh vô tình. Chắc chắn sẽ có người biết cự giải, làm điểm yếu của hắn. Liên tiếp có xe đi qua ném bom và lựu đạn vào trong xe của hắn. Lần này, nếu như không qua được thì hắn sợ rằng cô sẽ ngập nguy hiểm. Nếu như cậu giải chết đi, hắn thật sự là không dám nghĩ đến viễn cảnh này. Cô bé, hãy an toàn sống sót cho tốt. Trước khi một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, hắn đã kịp sử dụng ấn nút khẩn cấp của xe xe, đem cái lấy phụ của cửa giải bay ra ngoài. Thật may cô vẫn đang ngủ say, hắn đã sớm cho cô uống một liều thuốc ngủ. Cửa giải vừa rơi bịch xuống thảm cỏ ở bên đường, thì một tiếng nổ kinh hoàng vang dội cả cô đó vang lên. Chiếc xe của hắn nổ tung Tiếng nổ lớn làm cho cô giật mình tỉnh giấc Nhìn lại hoàn cảnh của mình Lại nhìn chiếc xe vừa nổ ở bên đường kia Trái tim của cô dường như là bị thắt lạnh Không phải là thiên yết Chắc chắn là người khác Chỉ là taxi thôi Cô tự nhủ với bản thân mình Cựa giải lao đến bên đường Xe của cảnh sát cùng xe cấp cứu cấp tốc đi đến Người ta giữ ngăn không cho cô vào nguy hiểm Khi cảnh sát lôi ra một thi thể đặt ở trên cáng máu me chảy song song, khuôn mặt biến dạng nhìn không rõ, thì cửa dài đã ngất lịm đi. Thiên Yết à? Không phải là anh có đúng hay không? Anh chính là Thiên Yết Tổng Tài, là lão đại của người giới ngầm, là một người hoàn hảo, anh sẽ không thể nào chết được. Nhưng người kia vì sao lại trông quen thuộc đến thế chứ? Cờ dài chạy tới theo bóng lưng của người đang đi phía trước mình, miệng không ngừng cất tiếng gọi. Thiên Yết, Thiên Yết à? Hắn quay lại nhìn cô. Xin lỗi, cô là ai? cơ dài giật mình tỉnh sắc sáo sắc nhìn xung quanh cơn ác mộng vừa rồi quả thực quá mức kinh khủng chắn của cô ướt đẫm mồ hôi đầu óc vẫn còn tráng váng nhưng nhận ra mình vẫn còn đang ở trong bệnh viện vậy thì thiên yết đâu rồi Cửa dài lao ra khỏi sân bệnh mở cửa định chạy ra ngoài tìm bác sĩ có hỏi bệnh nhân trong vụ tai nạn xe vừa rồi rồi sau đó một mạch chạy đến cửa phòng bật mở vì sao vì sao người nằm kia lại bị phủ khăn trắng vì sao vẻ mặt của mấy người bác sĩ kia lại buồn rầu đến mức như vậy? cự dài vùng người lao vào, nhưng y tá đồng loạt bác sĩ giữ chặt lấy cô. Chúng tôi đều rất tiếc, cô gái trẻ nên nén đau thương. Anh ấy đã đi rồi. Cô dài thẫn thơ các đám bác sĩ ra, mà kệ những vết thương trên cơ thể đang rì máu sần phạt cô. Bước đến bên giường, ngồi sụp xuống bên cạnh cái xác đã được phủ kín, hai hàng đất máy chảy ròng ròng. Em yêu anh đến chồng của mình cũng nhận lầm người. Em còn dám nói là yêu cái xác chết sao? Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng bá đạo ở ngoài cửa vang lên, cỡ dài quay phát người lại. Người kia là ai? thiền Yết tặng cho cô một cái nguyết dài. Vợ của tôi, em thế nhưng lại mong tôi chết đến thế sao? Sẽ không phải từ mình nhìn thấy ma đó chứ? Cựa dài vỡ hòa lao vào trong lòng của Thiên Yết, giọng đức nở tự như trẻ con. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh nhất trên đời này. Anh không có chết, thiền Yết à? Thiên Yết cười cho sót, ôm chọn lấy cỡ dài vào lòng. Không phải hắn kịp nhận ra trong đám xe, đi qua có thuộc hạ của mình, thì chết chắc đến nơi rồi. Để cỡ dài như thế này hắn thật sự là không nỡ. Em đừng khóc. Kệ em đi, ngày mai chúng ta đi kết hôn. Thiên Ít mỉm cười nhìn thiên hạ ở trong lòng. Một giờ không gặp, hắn đã sốt ruột cần chết rồi. Nếu như cả đời không gặp, thì chỉ bằng đừng sống nữa đi. Hắn yêu nhất chính là người vợ này của hắn. Cơ mà có ai đó vẫn khóc rưng rưng, nước mắt nước mũi tèm lem in trên áo hắn, làm cho hắn sờ khóc sờ cười, hạ giọng mà nói một câu. Người ta đang nhìn chúng ta kìa. Quả nhiên là lời nói có hiệu nghiệm, Cơ dài im bặt, hai mặt đỏ bừng áp chặt vào quân ngực quả tên yết, cất giọng lý nhí. Em, em muốn về. Được, anh sẽ đưa em về. Nói rồi hắn vui xuống bế cô đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Cô hoảng hốt. Anh đang bị thương mà, Hắn nhìn cô cười nhẹ trả lời Không có, anh vẫn còn rất khỏe Anh sẽ mệt đó, đừng có hao tổn sinh lực như thế Nhưng ai đó đã ngắt lời của cô Thì ra anh không thỏa mãn được vợ sao Vậy cứ về đến nhà rồi Vợ muốn tụy tay làm thủ hay làm công Anh đều chiều hết cả Ngồi ở trong phòng làm việc Điều hòa mắt lạnh nhiệt độ cơ hồ hạ đến mức không thể thấp hơn Vậy mà hàn khí của vị tổng tài kia Vẫn không ngừng lạnh lẽo như băng Là cô ta có đúng không Là một câu hỏi nhưng ai cũng nghe ra là sự khẳng định. Mỹ ảnh cha lo đã xong đời rồi. Lập tức, đem đầu của John Taylor đến cho cô ta. Còn làm thì cha chịu đi. Hàn ý trong mắt lập tức tan biến. Biến thành sự sùng nịnh yêu thương không hề che giấu khi hắn nhìn đến chiếc điện thoại đang rung lên kia. Alo, nhớ anh sao? Nhớ, nhớ muốn chết đi được ấy. Hôm nay đi chơi với em đi. Để rồi, em muốn đi đâu đây? Đi đâu cũng được, chỉ cần anh đưa em đi thôi. Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu cười đồng ý hắn đưa cô đến cánh đồng cỏ lau mà ngày hôm trước cự dài đến những cơn gió làm cho cánh đầu lâu ngả về một bên gió vương vấn trên mái tóc của cô cự dài để mặc cho bàn tay to ấm hấp của hắn kéo mình đi cô chỉ nhìn vào bước chân vừa đi vừa ngân nga nhỏ sau đó cô cất tiếng hỏi vì sao lại đưa em đến đây hắn kéo cự dài ôm lên ngang vai cô thật ra hắn muốn nói rằng từ ngày hôm trước ở nơi này tại đây Lúc cô nói chuyện hắn đã nghe thấy tất cả. Lúc đó hắn rất muốn lao đến, mà ôm cô vào trong lòng, rồi sẽ nói đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình cô. Nói rằng hắn yêu cô hơn cả mặt trăng và mặt trời. Tuần sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Cường mặt của cô thoáng qua vẻ hờn tuổi. Em vẫn còn chưa đồng ý đó đâu. Thiên Yết chỉ cười, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ rồi mở ra. Bàn tay to cầm lấy chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhắn xinh xắn, quy xuống ở bên chân cô. Có làm vợ anh không thì bảo. Mới là không. Tôi đời rồi, chỉ cần đùa một chút xíu thôi. Hắn nghiêm túc nhìn cô, bàn tay hắn bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cự giải. Anh yêu em, rất nhiều. Hơn tất cả mọi thứ của thế giới này. Hơn cả cuộc sống của anh. Em có đồng ý lấy anh không? Em đồng ý. Một tuần sau, giữa một cánh đồng hoa thơm ngắt tuyệt trần, mọc lên cả một nhà thờ lớn vô cùng. Điều vô cùng đặc biệt là nhà thờ lớn này được làm từ bánh kẹo, xung quanh là núi giả được dựng lên sau đó là điều hòa lạnh để giữ cho nhà thờ kèo ngọt được còn nguyên vẹn nhà thờ vừa đủ rộng để tổ chức hôn lễ tường được làm từ những tảng sô cô la dày cộm màu trắng sữa cửa sổ là những cây kẹo que thật là dài mái nhà thờ từ hàng nghìn những viên kẹo nhỏ màu sắc kết vào ánh nắng chiếu qua ô kính thì vô cùng lung linh tiền yết nhàn nhã ngồi thường trà sư tử và bà bình ngồi ở bên cạnh hắn cười cợt yêu vệ ghê nhỉ làm cả thứ to đùng như thế này chỉ trong vòng một tuần lễ sau. Hắn nở ra một nụ cười mỹ mãn. Chứ sao nữa? Sơ tử ôm mặt rầu rĩ. Bà mã nhà tớ mà biết, nhất định sẽ đem tớ trở thành kẻ tuệ tuệ mất. Tớ phải đi tổ chức hôn lễ lại một lần nữa mới được. Bởi vì vợ tớ là người hạnh phúc nhất quả đất. Mai ra sau đó sẽ đến lượt vợ cậu cậu thôi. Bà Bình nghe lời này xong thì hơi đen mặt lại. Mày chú có vợ rồi thì không coi anh mày ra cái gì nữa hay sao hả? Đúng vậy đó. Tiên ít cất tiếng cười đều. Mau chuẩn bị gọi anh đây, một tiếng anh vợ đi. Còn ở nữa sao em rể? Ngày hôm sau là ngày đại hôn của tổng tài thiên Yết nhưng chẳng mời nhiều người đến. Với diện tích của nhà thờ thì có lẽ chỉ là người quen thân. Cựa dài trong bộ váy cô dâu đẹp tuyệt vời, đợi thiên Yết đặt làm cả trăm viên kim cương, chưa kể còn có các loại đá quý, tỷ đô khác. Chỉ riêng viên miệng của cô dâu đã đến vô vàn kim cương, tổng thiệt hại lên tới hàng tỷ USD. Cô cho tới bây giờ vẫn không hay biết gì về nhà thờ kẹo ngọt mà hắn làm ra. Tuy hai người đã đặt tới cảnh giới cần quỷ thân mật nhất rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp. Thì mời, ngồi yên đi một cái đi. Sau ngư nhạt nhạt quàng ra một câu, nhìn cái cảnh cô đi ra đi vào đúng là hóa hết cả mắt. Nhân vã ở bên cạnh cất tiếng cười gian tà. Động phòng chán chê rồi, còn bài ra về mặt làm con thỏ con ngây thơ sao? Ở bên phòng sát vách, Bảo Bình lướt mắt nhìn Tiên Yết hắt xìm một cái. Đúng là mặc cái bố khi gì cũng đẹp mà. Sơ tì vên mặt nói. Nhưng không đẹp bằng tớ. Hắn quả thực không còn gì để nói về hai thằng bạn này. Nhiều lúc tự hỏi, hôm nay có phải là ngày cưới của mình hay không? Hai thằng bạn này có phải là bạn của mình hay không? Đúng lúc này, bà nội của hắn đột nhiên đi vào, đưa ra một ánh mắt chiều mến mà nhìn cháu trai. Mày đúng là làm xấu mặt của bà quá đi. Bây giờ mới chắc được nó trở về, đúng là đần độn quá mà. Ai cũng biết, vị chủ tịch bề ngoài là lão Phật xa này hiền từ, rất là dễ thương, lại còn tốt bụng, thành cao giản dị. Nhưng thực chất, bà luôn bắt nạt cháu trai của mình, vui dập thằng bé tới bến. Sư tử cũng không lạ gì cảnh này, chỉ là cười sung sướng phụ họa theo người khác. Thằng này nó ngủ thật bà nhờ? Đúng, lạ quá ngủ quá ngủ ấy chứ. Sau bao lâu chờ đợi thì giờ lạnh cũng đã đến, nhạc bắt đầu nổi lên, sư tử và nhân mã cũng đã ngồi vào chỗ. Bà Bình chạy về làm phù rể cùng với song ngư làm phù dâu, còn có hai đứa trẻ đi rải cánh hoa. Nói chung hôn lễ được tổ chức rất là linh đình. Tiên Niết chờ cỡ dài, trong lòng nhộn nhạo muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn giữ một thái độ bình thản. Bà nội bảo, anh là một thằng vô trách nhiệm. Cự dài thật sự được lão Phật san nắm tay chuẩn bị bước vào lễ đường. Quả nhiên một phút nông nổi cô hét lớn. Là, là bà sao? Đúng rồi đó, con yêu à. Tại sao bà? Hóa ra... Bà lão đưa tay gãi gãi đầu trẻ con cười hì hì. Thật ra chuyện hai đứa, ta cũng có nhúng tay một ít nhiều, đừng có giận ta nhé. Nhưng khi cánh cửa bánh kem to đùng được mở ra, thì cô thật sự là tráng váng. Tiền yết của cô đang đứng ở đó, thật là đẹp quá trời. Xung quanh cũng có rất nhiều bánh kẹo nữa. Khi đã đứng trước mặt của hắn rồi, cô vẫn tự tay nháo nháo vào má của mình. Lão thiên ơi, cô không phải là nằm mộng. Nhưng đột nhiên cả cơ thể của cô áp chặt vào người của hắn. Tiên ít quấy xuống bá đạo ôm lấy cô, bàn tay trộn vững sau gáy cổ cô, một nụ hôn trên miên không có hồi kết. Cha sứ đứng bên cạnh e hèm một tiếng cất tiếng. Tiền ít à, con có đồng ý, không cần phải đọc nữa, con đồng ý. Hắn vội vàng sốt ruột ngắt lời của cha sứ, thật đúng là cô thân cho ông mà. Ông lại quay sang nói với cự giải, con có đồng ý. Không, cái này phải là con hỏi, cô ấy không có đủ thẩm quyền, con đồng ý cho cả hai, cha quay về là được rồi sau khi hôn lễ tổ chức xong tất cả ra về ánh nắng trưa chiếu qua những viên kẹo tràn đầy màu sắc nhà thờ kẹo ngọt trở nên lung linh đẹp đẽ một cách lạ thường giữa nhà thờ chỉ có hai người nằm dài ra thảm cỏ đưa mắt nhìn nhau cửa rời nở ra một nụ cười ngọt ngào anh đã làm cái này cho em sao tất nhiên có thích ăn trần nhạc không anh bóc cho hay là ăn cửa rồi nhé lãng mạn cờ nhờ thế bị thiền yết phá hoại đúng là không thể chấp nhận được mà nhưng là đột nhiên hắn cất tiếng nói anh rất yêu em cựa dài à em biết có một điều em vẫn không biết là anh đã yêu em từ rất lâu rất lâu rồi từ rất nhiều năm về trước em có thích trẻ con không gọi nhiều trẻ con đến đây xử lý nhà thờ này nhé kết quả nguyên năm chồng mầm non được đưa đến trẻ con tiêu tiêu bóc cạnh ra để mà ăn còn những đứa lẻ cả lưới xính vào tường chạy một phát từ đầu đến cuối nhà thường rồi sau đó ụp mặt vào đóng bánh kem Cảm giác đó thật đúng là hà hê mà Nhưng bản thân cự dài cảm giác Có điều gì đó không đúng lắm Ngồi ở trong lòng của hắn Cô bẹo má của hắn mà cất tiếng hỏi Từ rất lâu rồi có nghĩa là sao Hắn nắm lấy tay của cô nói Em muốn biết sao Chẳng lẽ đã quên rồi ư ừ. Thấy cự dài ngây ngây ra ở đó Tiên ít mới hạ giọng thi thâm Như câu chuyện cổ tích xa xưa Có hoàng tử yêu công chúa vậy Ngày giờ ngày xưa có một lần khi hoàng tử còn bé xíu đến nhà của bạn của hắn chơi rồi sau đó hắn gặp một cô bé vô cùng xinh xắn và đáng yêu vậy là về rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện tổng tài mafia cặp chúng cô nàng cá tính cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện hẻm ngôn tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo